đó, Tống Tinh Thần giống như một con chó điên, không ai dám chọc, nếu không, cô ấy sẽ bắt người đó mà cắn điên cuồng. Cảm giác nghẹt thở này, cô ta chỉ từng cảm nhận được trước Tống Tinh Thần. Bây giờ, cảm giác mà Lục An Ninh mang lại cho cô ta giống hệt như lúc đó. Lục An Ninh, quá giống Tống Tinh Thần. Mục Tử Hy thấy Lục An Ninh nói chuyện nhạy cảm, bèn bảo cô, tôi ở ghế ngồi số 7, đến đây tiêu khiển với nhà sản xuất và đạo diễn, giải quyết xong chuyện bên này, sang chỗ tôi ngồi một lát. Lục An ninh gật đầu. Mục tử hy cùng trợ lý rời đi, trở về ghế ngồi của mình. Trong lúc đó có mấy nữ fan muốn đến chụp ảnh chung, đều bị từ chối. Lục An ninh nháy mắt ra hiệu cho quản lý, bảo người đưa Lâm Gia Vi đến ghế trống khác, đừng đứng đây làm chướng mắt, khiến cô khó chịu. Người đi rồi, những bảo vệ còn lại đều ở dưới chờ đợi. Khu ghế rộng lớn chỉ còn lại vài người. Trần Tuấn nhanh chóng thay đổi sắc mặt, rót nước cho lục an ninh nhớ ra cô không uống rượu lập tức bảo quản lý rót nước lọc hắn kính cẩn đặt trước mặt lục an ninh cô nãi nãi mời cô uống lục an ninh liếc nhìn lâm gia vi không uống nước hỏi quản lý võ vũ hạo đâu đưa người đến đây quản lý ngẩn người võ vũ hạo là ai để tôi cho người giao trên loa lớn trần tuấn nghe vậy lập tức rút điện thoại ra không cần tôi có số của anh ta tên này dạo gần đây hay là cả quán ba Cô nãi nãi à, cô tìm anh ta có chuyện gì? Hắn và chị tôi đánh nhau, tôi muốn hỏi rõ chuyện gì xảy ra. Trần Tuấn đập tay một cái, hùa theo một cách nịnh hót, có chuyện này sao? Tôi sẽ giúp cô nãi nãi dạy dỗ hắn ngay. Hắn bấm số, quán ba trở nên im lặng, có thể nghe rõ tiếng chuông điện thoại. Mười mấy giây sau, điện thoại của Võ Vũ Hạo được kết nối. Alo, Hạo ca, Võ Vũ Hạo, anh bị sao thế? Dám đánh chị của cô nãi nãi nhà tôi, còn không mau đến đây bồi tội. Gì? Cô nãi nãi nào? Trần Tuấn bấm giữ cuộc gọi, hỏi Lục An Ninh, cô nãi nãi, cô tên là gì? Lục An Ninh, An Ninh bực mình đáp. Cô nãi nãi nhà tôi là Lục An Ninh, anh đánh chị của cô ấy, tôi nói cho anh biết, anh xong đời rồi, tôi sẽ thay cô nãi nãi dạy dỗ anh. Mau đến đây, ghế số 98, chỗ có một đám bảo vệ ấy. Gọi xong không đợi đối phương nói gì, hắn cúp máy luôn, rồi cười xun xoe nịnh nọt lục an ninh. Cô nãi nãi, lời đã nhắn rồi, hắn sẽ đến ngay thôi. Nếu hắn không đến, tôi sẽ mang người đi bắt hắn, cô xem có thể tha thứ cho tôi được không. An ninh đặt điện thoại lên bàn, điện thoại của tôi có hệ thống ghi âm tự động, những gì cậu vừa nói tôi đều đã ghi lại hết. Tôi sẽ gửi cho Mục Đình Kiêu, xử lý thế nào, để anh ấy quyết định. Gửi cho Mục Đình Kiêu. Không phải chứ, Chuyện này liên quan gì đến Mục Đình Kiêu? Trần Tuấn vẫn chưa hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình, chỉ cảm thấy không cần làm to chuyện. Dù sao cũng chỉ là chuyện giữa hắn và Lục An Ninh, lôi Mục Đình Kiêu vào không cần thiết chút nào. Mặc dù nghĩ vậy, hắn vẫn làm ra vẻ cầu xin, đừng mà, chuyện nhỏ thôi mà, cô không cần phải lan truyền khắp nơi vậy chứ. An Ninh không nói gì. Chẳng mấy chốc, Lục An Tâm và Võ Vũ Hạo đến. Hai người đang giận nhau. Một người đi phía trước, một người đi phía sau, không ai nói với ai lời nào. Lục An Tâm thấy Lục An Ninh đã đến, còn mang theo nhiều bảo vệ như vậy, liền hỏi: "Em đến đây làm gì? Không phải chị gọi điện cho mẹ rồi sao? Em đến có ích gì? Em có thể đưa người đi không?" Lục An Ninh cau mày, nếu không phải vì Khúc Nhã Thanh chưa bao giờ đến quán ba, cô thật sự không muốn bận tâm đến chị ta. "Im miệng đi, chuyện của chị và Võ Vũ Hạo tôi không muốn can thiệp." sau này chị có bị đánh hay bị mắng ở quán bar đừng có gọi điện cho mẹ nữa nhà họ lục không ai muốn quản chuyện vớ vẩn của chị lục an ninh em nói chuyện cho cẩn thận đấy thái độ gì vậy lục an tâm mắng lục an ninh lạnh lùng liếc nhìn võ vũ hạo trên mặt hắn còn hẳn rõ dấu bàn tay lục an tâm cũng không khá hơn má phải sưng đỏ có vẻ như đã thực sự động tay hai người không kết hôn thì chia tay đi võ vũ hạo không nói gì Lục an tâm nói, không được, tôi và anh ấy bên nhau hai năm rồi, chưa có kết quả gì. Em muốn chúng tôi chia tay là không thể. Nhà họ võ không chấp nhận chị, giữ chút tôn nghiêm cho mình được không? Lục an ninh trầm chọc. Những lời này như đâm thẳng vào tim lục an tâm. Người nhà họ võ không chấp nhận cô, sao cô lại không biết chứ? Dù gần đây có thay đổi chút ít, nhưng chẳng qua là vì lục an ninh và mối quan hệ giữa nhà họ lục với kế hoạch Bách Thành và tập đoàn mục nhà họ võ muốn trở thành nhà cung cấp của nhà họ mục đang tìm cách mở cửa họ đã thử nhiều phương pháp nhưng không thành giờ lại nhắm vào cô lục an ninh liếc nhìn võ vũ hạo nói tôi ghét nhất là đàn ông bám váy mẹ nếu không có bản lĩnh thì thôi cớ gì bắt lục an tâm phải chịu uất ức không cưới được thì đừng cưới không thực hiện được lời hứa thì khác gì lừa gạt nghe vậy trần tuấn lập tức phụ họa đúng vậy tôi nói được là làm được tôi cũng không phải là kẻ bám váy mẹ cả nhà tôi đều phải nghe lời tôi lục an ninh nghe vậy nói lại lần nữa xem đã nói thì sẽ làm sao hắn vừa mới đe dọa nói sẽ làm nhà họ lục phá sản đấy thôi trần tuấn lập tức thay đổi sắc mặt cười giả lả nhếch nhác tôi sai rồi không được sao cô nãi nãi lục an ninh liếc mắt khinh bỉ không thèm để ý đến hắn nhà tôi thực sự do tôi quyết định sau này tôi cưới vợ sẽ không để cô ấy phải chịu thiệt thòi lục an ninh mỉa mai nói rồi sau đó anh có chăm cô vợ ngày nào cũng xem họ đánh nhau đâu có tôi chỉ cưới một người thôi lục an ninh không để ý đến hắn nữa cô nhìn chằm chằm võ vũ hạo hỏi thế này đi anh về bàn bạc với gia đình mình bảo rằng hủy bỏ chuyện cưới xin này lục an tâm không phù hợp với nhà họ võ hủy bỏ hôn sự là xong lục an tâm tức giận nói lục an ninh chuyện cưới xin của tôi sao cô lại can thiệp Chuyện cưới xin của chị có thành hay không chị còn chưa biết à, bát tự còn chưa đi xem. Tôi thấy cô là đang ghen tị với tôi, với tình trạng của cô, tìm không ra nhà nào tốt hơn nhà họ Võ đâu. Lục An Ninh lạnh lùng nhìn chị ta, đồng tử băng giá, chỉ có những người phụ nữ không có bản lĩnh mới coi việc lấy chồng làm lá bài duy nhất. Nếu chị thực sự có năng lực thì đừng nghĩ đến việc trèo cao. Trần Tuấn nghe vậy, giơ ngón tay cái lên với Lục An Ninh. Tôi thấy Cô nãy nãy và tôi có cùng quan điểm, hay chúng ta thử xem sao? Lục an ninh, cút. Trần Tuấn lặng lẽ thu ngón cái lại. Cô nói nãy giờ mà không thấy võ vũ hạo nói lời nào. Thật lòng hay không, thái độ rõ ràng như vậy. Hai người yêu nhau gần hai năm, giờ đã đến giai đoạn chán. Thêm vào đó, thời gian gần đây võ vũ hạo vui chơi ở quán bar, loại phụ nữ nào hắn chưa từng gặp. Hắn mê lục an tâm, chẳng qua là lúc đó hắn còn ngây thơ, chưa trải qua nhiều phụ nữ. Bây giờ, chỉ cần ở cùng không gian với Lục An Tâm, hắn đã cảm thấy ngột ngạt. Hắn không muốn kết hôn, không muốn sớm bước vào ngôi mộ hôn nhân. Dù Lục An Tâm ép buộc từng bước, gia đình cũng gây áp lực, hắn vẫn không muốn nhượng bộ. Tất nhiên, Lục An Tâm cũng nhận ra thái độ của hắn nên mới khóc lóc làm ầm lên ép hắn cưới, nhưng hắn vẫn không lay chuyển. Nhìn sắc mặt của Võ Vũ Hạo, Lục An Ninh hiểu rõ mọi chuyện cô quay lại nhìn lục an tâm dùng ánh mắt đầy thương hại nhìn cô ta ánh mắt này lục an tâm tất nhiên biết có ý gì cô ta cảm thấy bị xúc phạm ánh mắt cô như thế là có ý gì thương hại tôi sao lục an ninh tôi không cần cô thương hại dù tôi có thế nào thì vẫn là đại tiểu thư của nhà họ lục là chị của cô khóe miệng của lục an ninh kéo lên nụ cười lạnh đầy mỉa mai nếu chị không phải là tiểu thư nhà họ lục không phải là lục an tâm thì ngay cả việc ăn mặc cũng là vấn đề còn dám ở đây cãi tay đôi với tôi à tôi rời khỏi nhà họ lục sống một cuộc sống thoải mái sống độc lập dù có đến quán bar ông chủ cũng kính cẩn với tôi còn chị thì sao không có nhà họ lục chị là cái gì chị có tư cách gì mà cãi tay đôi với tôi những lời của lục an ninh không dễ nghe nhưng lại đúng vào điểm yếu của lục an tâm tất cả những gì cô ta có được chẳng qua chỉ dựa vào bối cảnh nhà họ lục mà thôi dù bản thân cô ta cũng có chút thủ đoạn và mưu mô để túm được đàn ông nhưng nhìn bộ dạng nhút nhát của gã đàn ông kia việc cưới cô ta hay không vẫn còn là một vấn đề dù có cưới vào nhà họ võ cô ta vẫn sẽ bị mẹ chồng đè đầu cưỡi cổ vậy mà cô ta vẫn tưởng mình có thể vào nhà họ võ mà hãnh diện lục an ninh thực sự muốn gọi cô ta một tiếng đồ não tàn cô ta thực sự có chút thông minh vặt chỉ là không dùng chúng vào con đường đúng đắn lục an ninh lại liếc nhìn võ vũ hạo một cái anh về nói với bố mẹ anh tôi không hài lòng về cuộc hôn nhân này họ có thể gọi điện cho tôi hoặc gọi cho bố tôi hủy bỏ hôn ước đi nói xong lục an ninh đứng dậy chuẩn bị rời đi lục an tâm muốn ngăn cô lại cô đứng lại chuyện của tôi không cần cô quản không cần tôi quản được vậy thì chị rời khỏi nhà họ lục sau này không có liên hệ gì với nhà họ lục nữa thì tôi sẽ không quản sắc mặt lục an tâm thay đổi rời khỏi nhà họ lục không có liên hệ gì với nhà họ lục nữa điều đó là không thể nếu cô rời khỏi nhà họ lục nhà họ võ lại càng không để cô vào cửa lục an ninh cô có ý gì cô muốn tôi đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ sao lục an ninh khẽ cười ánh mắt khinh bỉ quét qua khuôn mặt cô ta Chị nghĩ bây giờ bố mẹ nghe lời ai, tôi hay chị? Chị hay tôi đóng góp cho gia đình nhiều hơn. Nếu tôi bảo chị rời khỏi nhà họ lục, thì chị phải ngoan ngoãn rời đi. Từ nhỏ đến lớn, chị đã không ít lần bắt nạt tôi. Chúng ta là chị em ruột, tôi cố gắng không nghĩ về những chuyện trước kia. Nhưng nếu chị cứ làm phiền tôi mãi, lãng phí thời gian của tôi với những chuyện vớ vẩn này, vậy thì chị mau rời khỏi nhà họ lục cho tôi, càng xa càng tốt. Trần Tuấn nhìn thấy lục an ninh phát hỏa, quào. Wow. Thật mạnh mẽ. May mà nhà hắn chỉ có mỗi mình hắn, không như mấy người bạn rượu kia, vì quyền thừa kế mà đấu đá gay gắt trong nhà. Hắn không phải lo lắng như vậy, ngay cả khi gia đình gửi hắn ra nước ngoài học, chỉ cần quyên góp mấy chục triệu đô la Mỹ, thủ tục nhập học đã làm xong, hắn lại nói không đi, trong nhà không ai dám ép hắn. Nhà họ Trần vẫn là tốt nhất. Lục An Ninh muốn Lục An Tâm rời khỏi nhà họ Lục, cô ta rốt cục cũng im lặng. Bởi vì cô ta biết Khoảng cách giữa cô ta và Lục An Ninh ngày càng lớn, lời cô ta nói ở nhà đã không còn trọng lượng nữa. Tại sao cô ta phải rời khỏi nhà, sống chung với Võ Vũ Hạo? Chính là bởi vì bây giờ dù là Lục Vi hay Khúc Nhã Thanh, đến cả trang trí nhà cũng theo sở thích của Lục An Ninh, sắp xếp món ăn hàng ngày cũng theo sở thích của cô. Lục An Ninh thích ăn nhạt, trong nhà cả năm tất cả đều là các món ăn nhạt. Lục An Ninh thích tông màu ấm, tất cả các bức tường, đồ trang trí, rèm cửa sofa có màu sắc mạnh đều được thay đổi. Ngay cả trong vườn, loài hoa cẩm tú cầu L Summer màu hồng cũng được thay bằng màu xanh theo sở thích của lục an ninh. Màu hồng nhạt đều bị thay thế bằng màu lam. Khắp nơi trong nhà đều là bóng dáng của lục an ninh, hoàn toàn không có chỗ cho cô ta. Từ nhỏ cô ta đã sợ lục an ninh cướp đi sự chú ý của bố mẹ, cướp đi tình yêu thương của họ. Cuối cùng, điều cô ta lo lắng nhất vẫn xảy ra. Bây giờ, nhà họ lục hoàn toàn do một mình lục an ninh nói quyết định ba mẹ hoàn toàn nghe theo cô ban lãnh đạo công ty nhà họ lục từ trên xuống dưới đều tuân theo mệnh lệnh của cô bây giờ lục an ninh đe dọa cô rời khỏi nhà họ lục nhà họ lục là chỗ dựa cuối cùng của cô cô không muốn rời đi nhưng lục an ninh không cho cô cơ hội nói xong là đi ngay một đám bảo vệ theo sát cô rời khỏi ghế ngồi để lại võ vũ hạo vẫn im lặng từ đầu đến giờ lục an tâm ngồi phịch xuống sofa cầm chai rượu vang trên bàn uống một hơi hết sạch hoặc là rời khỏi võ vũ hạo hoặc là rời khỏi nhà họ lục cô ta không có lựa chọn nào khác người đàn ông mà cô ta từng yêu trước mặt em gái của mình đến một câu nói sẽ cưới cô ta cũng không thốt ra được hai năm thanh xuân của cô ta giống như vứt cho chó ăn vậy nghĩ đến đây lục an tâm càng tức giận một hơi uống cạn chai rượu vang đỏ. Uống xong, cô ta lại cầm một chai rượu mạnh, mở nắp định uống tiếp. Nhưng bị võ vũ hạo giật lấy, ném vào thùng rác, cô điên rồi à, muốn say chít luôn à. Anh đừng có quản tôi, lúc nãy ở trước mặt lục an ninh, anh đến cả một cái rắm cũng không dám thả, giờ anh lấy tư cách gì mà quản tôi. Tôi bị mù mới ở bên anh 2 năm, kết quả chẳng được gì. Anh cũng nghe thấy rồi, nó cho tôi hai con đường, hoặc là chia tay với anh, hoặc là bị tống khỏi lục ra anh ép tôi đến bước đường cùng này anh vừa lòng chưa đừng có mà ở trước mặt tôi giả mù mưa xa nữa anh đang muốn thoát khỏi tôi chít đi được đúng không anh khinh thường tôi đúng không anh giống hệt mẹ anh anh cút đi cho tôi đừng có le ve trước mặt tôi nữa phát tiết xong cô ta lại cầm chai lên tù võ vũ hạo lại cướp chai trong tay cô vứt vào thùng rác sau đó hắn kéo tay cô ta đi xuống khỏi ghế ngồi, ra khỏi quán bà. An ninh lúc này định rời đi, đi ngang qua ghế của Mục Tử Hy, anh đang đứng dậy, nhìn theo an ninh rời đi. An ninh suy nghĩ một chút, Mục Tử Hy lần này giúp cô, dù sao cũng phải cảm ơn. Ở chỗ anh có hơn 10 người, cả nam lẫn nữ, phần lớn là thành viên chủ chốt của phim mới. Nhà sản xuất, đạo diễn gì đó, tuổi tác đều lớn cả. Cô cùng quản lý quán bar đi lên, trần tuấn cũng không biết xấu hổ mà theo lên an ninh nói với quản lý quán bar chi phí bàn này tính cho tôi trần tuấn lập tức đứng ra ây sao có thể để cô nãi nãi trả tiền được tính cho tôi toàn bộ chi phí bàn này tôi bao hết mọi người cứ chơi vui vẻ nhé trần tuấn lập tức lấy ra thẻ đen đưa cho quản lý quản lý mỉm cười nhận lấy đưa cho bảo vệ đi thanh toán mục tử hy đứng dậy hỏi an ninh cô định về rồi à ừ chuẩn bị về, hôm nay cảm ơn anh. Khách sao quá. Mục tử hy nói xong, nhìn Trần Tuấn bộ dạng chó liếm với lục an ninh, may khẽ nhíu lại, trông có vẻ hơi khó chịu. Tên này không phải người tốt, cô nên tránh xa hắn ra. Trần Tuấn bị mục tử hy nói như vậy, lập tức nổi khủng. Nói ai đấy? Ai không có quá khứ chứ? Cô nãy nãy còn chưa nói tôi, mục tử hy, anh cầm miệng lại. Thái độ của Trần Tuấn đối với Mục Tử Hy khiến Lục An Ninh không vui. Ít nói vài câu đi. Trần Tuấn lập tức thay đổi sắc mặt, gật đầu cười hùa theo. Phải, phải, cô nãy nãy nói đúng lắm. Bây giờ chúng ta đi luôn, tôi đưa cô về. Lục An Ninh ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, lùi xa hắn một chút. Anh mà lái xe trong tình trạng này thì tôi không đi đâu. Tôi có bảo vệ, họ đang ở bãi đỗ xe. Tôi không lái xe, họ có thể đưa cô về được không cần an ninh gật đầu chào mục tử hy rồi quay đi trần tuấn đi theo sau an ninh lải nhải không ngớt ê cô nãi nãi cô quen biết với ông chủ cận phó ngôn thế nào thế cô đã gặp anh ấy bao giờ chưa khi nào cô có thể giới thiệu tôi gặp anh ấy một lần không tôi rất quan tâm đến quán ba của anh ấy sau này nếu có quán mới khai trương có thể cho tôi cơ hội đầu tư được không cô xem tôi cả năm tiêu tốn bao nhiêu tiền vào quán ba không bằng tự mình mở một cái quán, cô thấy có đúng không? Lục An ninh không để ý đến hắn, bước đi rất nhanh. Khi vừa đến cửa, lão tiêu dẫn người tới. Hơn 10 người, nhìn thấy Lục An ninh bị một gã mặc áo quần loè loẹt, trên đầu nhụm vài sợi tóc vàng nhỏ đeo bám, lão tiêu bước tới một bước, vạn tay của tên tóc vàng nhỏ. Làm gì đấy? Quấy rối con gái à? Giữa ban ngày ban mặt, không có chút quy củ gì à? Trần Tuấn bị vạn tay suýt nữa chật khớp, kêu lên đau quá buông ra có biết tôi là ai không nếu không buông tay tôi thật sự sẽ chật khớp ông xong đời đấy cô nãi nãi ơi cứu mạng tay tôi sắp gãy rồi lục an ninh nói với lão tiêu thả ra hắn không làm gì tôi lão tiêu đẩy người ra sức lực mạnh suýt nữa làm trần tuấn ngã lăn xuống đất trần tuấn khó khăn lắm mới đứng vững bị vặn một cái mặt mày đỏ bừng lên ông là ai vậy sao vừa gặp mặt đã định bẻ gãy tay tôi. Lão tiêu đứng sau an ninh, khinh bỉ nhìn hắn từ đầu đến chân. Tóc dựng đứng, dối như tổ chim, trên trán còn có một vết đỏ, như vết máu. Tóc thì vàng không ra vàng, đen không ra đen, như bị chó gặm vậy, quần jean thì rách lỗ chỗ. Tóm lại, trong mắt lão tiêu, hạng người này chẳng khác nào bọn du côn ngoài xã hội. Cậu vừa rồi bám theo cô lục làm gì? Nhìn cái kiểu này, biết ngay không phải thứ tốt đẹp gì phi ông mới không phải thứ tốt đẹp nói xong trần tuấn chỉ tay vào lão tiêu mách với lục an ninh bà cô nhìn xem ông ta vu khống tôi im miệng đừng có đi theo tôi nữa bảo tài xế của cậu đưa cậu về nhà đi trần tuấn nhìn đồng hồ đeo tay trị giá mấy trăm vạn mới chín rưỡi tối bình thường giờ này cuộc sống về đêm của hắn mới bắt đầu về nhà sớm thế chán chết đi được tôi cũng không ở nhà tôi ở khách sạn ngoài. Vậy thì cút về khách sạn đi, đừng có theo tôi. An ninh nói xong, bảo quản lý khách sạn chiếu cố Lâm Gia Vi thật kỹ. Đương nhiên, quản lý hiểu rõ ý nghĩa của chiếu cố, lập tức đáp, tôi sẽ để người đưa cô ấy vào phòng các cô gái. Hôm nay cho cô ấy cùng các cô gái đi làm từ trên xuống dưới, trải nghiệm cuộc sống gian khổ. Rất tốt, an ninh hài lòng đi theo lão tiêu ra khỏi quán bà. Lão tiêu lái mấy chiếc xe, nói sẽ đưa cô về nhà trước. Xe bảo vệ của Trần Tuấn cũng theo sau. Thấy người ta không rời đi, An Ninh cũng lười đuổi. Xe chạy đến trước cổng biệt thự nhà họ Lục, Trần Tuấn xuống xe trước, nhìn cổng vòm bằng đá cổ xưa, cảm thán, thế kỷ 21 rồi mà còn có loại cổng này, bên trong vườn hình như rất lớn, trồng nhiều cây phong quá nhỉ. Wow, rất muốn vào trong tham quan. Nhà tôi nhiều nhà lắm, nhưng không có căn nào kiểu dáng như thế này. Lục An Ninh đi lâu chưa gọi điện về, Khúc Nhã Thanh không yên tâm cùng người giúp việc chờ ở ngoài cổng. Nhìn thấy đoàn xe kéo đến, ba con tưởng có chuyện gì xảy ra. Kết quả, nhìn kỹ lại, người xuống xe đầu tiên là một chàng trai trẻ, lái một chiếc xe mùi trần, trông rất điển trai. Trong buổi tối, thân xe sáng rực, ánh sáng rất đẹp. Dù khúc nhã thanh không dành xe cộ, cũng biết đây là một chiếc xe rất đắt tiền. Nhìn lại bộ đồ hắn mặc, không có món nào rẻ, riêng chiếc đồng hồ trên tay cũng đáng giá không ít. Chàng trai trẻ này là ai vậy? Xuống xe, việc đầu tiên hắn làm là mở cửa xe cho con gái bà, còn nói phong cảnh bên trong nhà họ Lục đẹp, muốn vào xem. Khúc Nhã Thanh và người giúp việc tiến tới, thấy Lục An Ninh không sao, mới hỏi, "An Ninh, đây là..." An Ninh không để ý đến Khúc Nhã Thanh, chỉ lạnh nhạt nói, "Lục An Tâm và Võ Vũ Hạo đang ở quán ba, có lẽ hai người cãi nhau, không có gì lớn. Quán ba đó là của bạn con mở, sẽ không có vấn đề gì đâu." bạn nào của con? Cận phó ngôn. Ồ, quán ba của cận tiên sinh, vậy thì không có vấn đề gì rồi. Cận tiên sinh này có quan hệ tốt với an ninh, lễ Tết đều tặng quà, hoặc đến thăm hỏi. Lục Vi và Khúc Nhã Thanh đã gặp vài lần. Người trẻ tuổi nói chuyện rất dễ gần, lại rộng rãi, quà tặng đều rất đắt giá, là khách quý của nhà họ Lục. Cận phó ngôn kinh doanh rất lớn, đồ gia dụng nhỏ trong khách sạn cũng ký hợp đồng với nhà họ Lục, nhà họ Lục trở thành một trong những nhà cung cấp. Tất cả đều nhờ An Ninh có mối quan hệ rộng. Lục an tâm ở trong quán bar của ông ấy sẽ không có vấn đề lớn gì. Khúc Nhã Thanh cũng yên tâm. Nhưng chàng trai trẻ đi cùng Lục An Ninh này, bà hỏi, người này, An Ninh không định giới thiệu với mẹ sao? Trần Tuấn là người tự nhiên, lập tức hai tay dâng lên, nắm tay Khúc Nhã Thanh một cách nhiệt tình, vừa mở miệng là mùi rượu nồng nặc, khiến Khúc Nhã Thanh cũng phải nín thở. Chào bác gái, cháu là Trần Tuấn, nhà họ Trần, tập đoàn Trần Thiên ở Đế Đô bác biết không? Đó là công ty của ông nội cháu, cháu là cháu trai duy nhất của ông ấy, Trần Tuấn. Trần Thiên. Khúc Nhã Thanh hình như chưa nghe nói qua, nghĩ một lúc, bỗng nhớ ra. Công ty lớn nhất về xuất khẩu thương mại ở Đế Đô chính là tập đoàn Trần Thiên. Hắn là công tử của tập đoàn Trần Thiên. Trẻ thế này sao? Chào cháu. Chào bác gái, nhà bác có cháu không? Cháu hơi đói trần tuấn không biết xấu hổ nói người tài xế không nghĩ trần tuấn là người tốt lòng tốt nhắc nhở phu nhân hình như cháu nhà ta hết rồi khúc nhã thanh tỉnh táo lại vậy để hôm khác đi không cần phiền phức vậy đâu cháu ăn đại chút gì cũng được nói xong hắn tự tiện tiến vào cổng nhà họ lục vừa nhấc chân qua cửa thì bị lục an ninh gọi lại đứng lại hắn dừng bước quay đầu nhìn an ninh một cách ngượng ngùng này cô nãi nãi tôi chỉ vào trong nhìn một chút thôi, vườn nhà cô còn to hơn nhà tôi nhiều, tôi chỉ tò mò muốn xem. An ninh không thèm nghe lời biện hộ kém cỏi của hắn, bảo lão tiêu, đưa người vào xe, vứt ra ngoài, càng xa càng tốt. Lão tiêu đáp, vâng, cô lục. Ông dẫn hai bảo vệ, mỗi người một tay sốc Trần Tuấn, nhét hắn vào ghế sau xe của lão tiêu, cài dây an toàn, rồi đạp ga, phóng đi mất hút. Xe của lão tiêu và xe của Trần Tuấn, tất cả đều biến mất trước cổng nhà họ lục. Xe đi rồi, người cũng ít đi, cổng trở lại yên tĩnh. Khúc Nhã Thanh nhìn lão tiêu thô bạo như vậy, cứ cảm thấy không yên tâm. Dù sao cũng là thiếu gia của công ty Trần Thiên, hành xử thô bạo thế này, lỡ hắn tức giận thì sao? Lục An ninh lạnh lùng nói, đừng lo, anh ta không dám đến gây phiền phức cho con đâu. Hắn dám đến, An ninh ngày mai sẽ hách trang chủ công ty Trần Thiên, đăng ảnh giường chiếu của Trần Tuấn lên nói xong cô đi vào trong khúc nhã thanh cũng theo vào nói bên cạnh cô mẹ đã hâm nóng cháo rồi lát nữa con ăn chút gì rồi nghỉ ngơi ba đâu vẫn chưa về à vừa rồi gọi điện ông ấy còn đang tiếp khách uống say rồi lát nữa thư ký sẽ đưa về ồ vậy được rồi đúng rồi chị con rốt cuộc là sao nhắc đến chuyện của lục an tâm lục an ninh cảm thấy cần phải nói chuyện rõ ràng với bố mẹ nhà họ võ dục chị ấy và võ vũ hạo kết hôn còn muốn thông qua con làm quen với mục đình kiêu muốn làm ăn với tập đoàn mục thị thế thì không được cưới thế chẳng phải là hôn nhân liên kết à khóe miệng an ninh khẽ cười không phải hôn nhân liên kết thì làm sao ra thế nhà họ võ và chúng ta như thế nào lục an tâm ở bên võ vũ hạo là lục an tâm trèo cao mẹ chồng nhà họ võ vốn chẳng ưa gì lục an tâm nếu không phải con và tống tinh thần quan hệ tốt Nhà họ Võ căn bản sẽ không nhượng bộ. Đương nhiên, hiện tại nhìn như nhà họ Võ có vẻ nhượng bộ, nhưng Võ Vũ Hạo lại nhút nhát. Vừa rồi con hỏi anh ta khi nào cưới Lục An Tâm, anh ta nửa ngày cũng không hé răng, có lẽ muốn để Lục An Tâm tự đề xuất chia tay. Mẹ cũng biết Lục An Tâm là người thế nào, theo Võ Vũ Hạo 2 năm chẳng được gì, chị ấy có thể cam tâm sao, có thể bỏ qua sao? Ý của con là để họ chia tay. Võ Vũ Hạo đã có thái độ như vậy rồi, Nhà họ Võ không xem trọng Lục An Tâm. Dù Lục An Tâm thế nào, dù sao cũng phải giữ lại một chút thể diện, không cần phải gả vào một gia đình không xem trọng chị ấy, gả cho một tên đàn ông phế vật chẳng dám lên tiếng. Khúc Nhã Thanh sao lại không biết điều này, bà kết hôn với Lục Vi được hơn 20 năm, tuy rằng Lục Vi không biết làm ăn, công ty cũng thường xuyên thua lỗ, nhưng ông chưa bao giờ đối xử tệ bạc với bà. Bà sinh hai cô con gái, nếu là những gia đình giàu có khác, chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi cửa ngay lập tức nhưng Lục Vi chưa từng nói nửa lời, cũng không cho người khác nói. Về mặt tình cảm, Lục Phi thật sự chưa bao giờ phụ bà. Vì vậy, đối với hôn nhân của hai cô con gái, Khúc Nhã Thanh sẽ không dùng con mình để tạo liên minh. Công ty Lục gia có khó khăn thì cũng khó khăn rồi, bán con gái để kiếm chút lợi ích thì có thể kéo dài được bao lâu. Như vậy, khi con gái về nhà chồng, con có ngày nào sống yên ổn. Nghe An Ninh nói như vậy, bà cũng cảm thấy nếu Lục an tâm gả vào nhà họ võ, chắc chắn sẽ không tốt, nửa đời sau cũng không được hạnh phúc. Hôn sự này, từ bỏ thôi. Chỉ cần thuyết phục được Khúc Nhã Thanh, Lục Phi sẽ không có vấn đề gì lớn. An Ninh gật đầu, được rồi, vào nhà thôi, muộn rồi, mẹ không ngủ sớm sẽ có nếp nhăn đấy. Khúc Nhã Thanh rất coi trọng nhan sắc, nghe nói có nếp nhăn, lập tức bước chân nhanh hơn, gọi điện cho người giúp việc trong nhà chuẩn bị nước nóng để ngâm mình và sắp xếp tất cả sản phẩm chăm sóc da. Vào phòng An ninh mở máy tính lên. Tinh thần vẫn chưa gửi tin nhắn đến. Cô cũng không biết tiến độ của tập đoàn Tống Thị hiện tại ra sao. Tuy nhiên, tinh thần đã gọi điện cho chú của Mục ra, chắc Mục Đình Kiêu sẽ nhanh chóng biết được chuyện này và giúp giải quyết. Cô theo thói quen để lại tin nhắn cho tinh thần khi nào về đế đô, mọi việc gần xong chưa. Ảnh đại diện của tinh thần đang tối, không trực tuyến. Danh sách bạn bè của an ninh không nhiều chỉ có vài người thân thiết lướt đến ảnh đại diện của cảnh thần hành cô mở khung trò chuyện của anh ta thông tin cá nhân của anh ta vẫn trống trơn ảnh đại diện cũng trống vẫn sử dụng ảnh đại diện mặc định của hệ thống đã rất lâu rồi không thấy anh ta trực tuyến cũng rất lâu rồi không liên lạc với anh giữa họ thực sự không còn khả năng nào nữa sao một lần chọn sai thật sự không thể quay lại được sao thật ra cô đã hối hận rồi đã hối hận từ lâu nhưng cảnh thân hành lại chưa từng cho cô thêm một cơ hội nào. Cô rất muốn có một cơ hội nhưng rồi lại nghĩ đến lâm gia vi. cảnh thân hành thầm yêu lâm gia vi 9 năm, suốt 9 năm nhưng một khi phát hiện ra mục đích thực sự của lâm gia vi, tình cảm của cảnh thân hành lập tức bị cắt đứt. có lẽ lâm gia vi cũng đã cầu xin anh ta đủ kiểu muốn khôi phục quan hệ của hai người, có lẽ còn đưa ra những điều kiện rất ưu đãi. nhưng cảnh thân hành không hề quay lại cũng không cho lâm gia vi hy vọng lâm gia vi khôn ngoan hơn cô nhiều cũng khéo ăn khéo nói hơn cô lâm gia vi còn không thành công cô lại càng không thể thành công nhưng nếu thực sự buông bỏ như vậy cô rất không cam lòng cô thật lòng thích cảnh thần hành bây giờ cảnh thần hành biết tinh thần đã có bạn trai sắp kết hôn vẫn thích cô ấy anh ấy thực sự là một người rất kỳ lạ suy nghĩ của anh ta thật sự khiến người ta khó nắm bắt Thật ra, An Ninh cũng biết Mục Tử Hy có thiện cảm với cô, hơn nữa muốn theo đuổi cô, mặc dù Mục Tử Hy rất bận. Nhưng mỗi khi đến một nơi nào đó quay phim, anh đều chụp những bức ảnh đẹp gửi cho An Ninh. Nói với cô, đây là ngoài biên giới, hoặc Tây Bắc tuyết rơi, hoặc con đường cổ hoang vu, hoặc thảo nguyên sa mạc. Anh đã đi rất nhiều nơi, những bức ảnh gửi cho An Ninh, cô đều đặt vào một album. Một lần vô tình mở album ra, cô thấy có hơn 200 bức ảnh toàn bộ là phong cảnh, rất ít khi có người xuất hiện. Mỗi lần gửi ảnh cho an ninh, anh đều mời cô, có cơ hội thì đến đó chơi. Thực ra, rất nhiều khu vực cao nguyên, an ninh không thể đi được. Cô rất ghen tị với mục tử hy, có thể đi khắp nơi tham quan. Hôm nay gặp Trần Tuấn, nhìn qua thì có vẻ không biết xấu hổ, nhưng cô nhìn ra, người này có vẻ đang nhắm đến nhà cô, cũng là một kẻ lai like giả bất thiện. An ninh còn nhiều lựa chọn khác, nhưng cứ nghĩ đến cảnh thần hành luôn cảm thấy thật đáng tiếc nếu như họ có thể ở bên nhau thì tốt biết bao mở khung trò chuyện của cảnh thần hành an ninh gõ một dòng chữ tôi rất muốn viết xong cô cảm thấy mình không có tư cách nói những lời này lập tức xóa đi rồi gõ một chuỗi ký tự vô nghĩa một dãy dấu chấm thế này có lẽ cảnh thần hành cũng không hiểu là gì anh ấy rất bận ngoài nghiên cứu anh không muốn phân tâm vào những việc khác cô gõ xuống cậu có khỏe không do dự vài giây rồi gửi đi nhưng như mọi lần một lời chào đơn giản rơi vào biển sâu không thấy đáy cô biết anh sẽ không bao giờ trả lời hai cô cảm thấy mình thật sự đã trói chặt mình trên cái cây cảnh thần hành này rồi rõ ràng có lựa chọn tốt hơn sao cô lại cứ phải tự chuốc khổ thế này quyết tâm một lần cô đóng khung trò chuyện lại cô tìm kiếm trên mạng những từ khóa tập đoàn tống thị Đột nhiên, cô phát hiện ra tin tức tập đoàn Tống Thị bị đóng băng tài khoản tràn ngập khắp nơi, lấp đầy màn hình. An Ninh nhìn lại cổ phiếu của tập đoàn Tống Thị, chỉ trong một ngày hôm nay đã giảm đến 6%. Hơn 300 tỷ giá trị thị trường, chỉ trong một ngày bốc hơi mất 18 tỷ. Lợi nhuận của cả năm của tập đoàn Tống Thị cũng không nhiều như vậy. Trong một ngày đã bốc hơi hết rồi. An Ninh lập tức viết một đoạn mã để chặn hết những từ khóa tập đoàn Tống Thị, tài khoản ngân hàng bị đóng băng có vài bài đăng, lượt truy cập đã lên đến hàng triệu. Cô gỡ các bài đăng đó xuống, cố gắng hết sức để giảm thiểu dư luận. Nhưng, rất nhanh lại có một lượng lớn bài đăng mới xuất hiện, đủ loại tài khoản mới đang ra sức lan truyền trên mạng, chỉ cần là nền tảng có chút lưu lượng đều bị tấn công chiếm đóng. Hành động có tổ chức, có kỷ luật, chắc chắn có người đứng sau nhắm vào tập đoàn Tống Thị. An Ninh gọi điện cho Tinh Thần, nhưng không kết nối được, cô ấy đang bận gọi điện An Ninh gọi cho Sở Vân, lập tức kết nối. "Lục tiểu thư," Sở Vân có chút bất ngờ, vì An Ninh rất ít khi chủ động liên hệ với anh ta. "Có việc gì, cô thường tự mình tìm Tống tiểu thư." "Tinh thần đâu, có liên lạc được không?" Lục An Ninh hỏi. "Vừa mới liên lạc xong, có chuyện gì vậy Lục tiểu thư? Trên mạng có rất nhiều bài đăng bôi nhọ tập đoàn Tống thị và chuyện tài khoản ngân hàng bị đóng băng. Tôi đã xóa không ít bài, nhưng vô dụng." rất nhiều thủy quân đăng bài trên khắp các nền tảng. Vừa nhắc đến chuyện này, Sở Vân cũng thấy đau đầu. Nếu là tập đoàn Viễn Dương, hôm nay Mục Đình Kiêu đã đặt hàng cho tập đoàn Viễn Dương, còn cảnh báo họ rằng, nếu còn dám nhắm vào tập đoàn Tống Thị thì từ nay không có việc làm ăn gì nữa. Tập đoàn Viễn Dương bên kia hồi đáp rằng hoàn toàn không có chuyện đó, tập đoàn Viễn Dương bị oan. Không hề có chuyện họ kiện Tống Thị lên cục quản lý giá cả sau đó tiểu đào đã kiểm tra đúng là một tháng trước họ có khiếu nại một lần nhưng chỉ có một lần đó mà thôi tập đoàn viễn dương có ý định mua lại tống thị đã tổ chức ba cuộc họp đúng là có ý định như vậy sau đó nghe nói cổ phần đều nằm trong tay tống tinh thần họ liền gạt bỏ ý định hiện tại ai dám công khai nhắm vào tập đoàn tống thị làm những trò mờ ám sau lưng mục thị sở vân thẩm kính họ hai chữ hán tử ít nhất ở đế đô không có ai dám làm điều đó trừ khi không muốn tồn tại trong giới kinh doanh nữa. Nhưng, sự thật là, tập đoàn Tống Thị đang bị nhắm đến. Lại còn là nhắm đến có quy mô, có kế hoạch. Ngoại trừ vị tân lãnh đạo thành phố vừa lên trước kia, thì ai đứng sau vẫn chưa rõ. Vốn dĩ, Tống Tinh Thần sắp có thể trở về đế đô, nhưng bây giờ có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không thể trở về. Nếu không xử lý tốt chuyện của tập đoàn Tống Thị, sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến khoản vay ngân hàng tiếp theo của trung tâm ô tô bởi vì trung tâm ô tô được đăng ký dưới danh nghĩa của tập đoàn Tống Thị. Trung tâm ô tô hôm nay đã họp một lần, đề xuất tách ra khỏi tập đoàn Tống Thị. Một khi tách ra, giá cổ phiếu của tập đoàn Tống Thị sẽ giảm mạnh, thậm chí có thể giảm xuống mức giá phát hành. Đề xuất này đã bị tinh thần từ chối. Trung tâm ô tô cũng là công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của Tống Tinh Thần, dù ban quản lý có bất mãn, cũng không dám nói ra. Hơn nữa, cảnh thân hành luôn vô điều kiện đứng về phía Tống Tinh Thần. Vì thế mà chuyện này nhanh chóng bị dẹp bỏ. Phải nhanh chóng xử lý chuyện của tập đoàn Tống Thị, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tất cả các công ty dưới quyền của tinh thần. Hiện tại trên thiên nhãn có thể tra được tỷ lệ cổ phần của Tống Tinh Thần là 90%, toàn bộ công ty chỉ mình cô ấy quyết định. Cổ đông không quan tâm lão ra hay Tống Húc, họ chỉ nhắm vào Tống Tinh Thần. Công ty có vấn đề, họ cũng chỉ tìm Tống Tinh Thần. Dư luận trên mạng đã được kiểm soát, nhưng đằng sau đó cũng có cao thủ đang đấu với họ. Đối phương dường như đang giễu cợt họ. Là các người xóa bài nhanh, hay chúng tôi đăng bài nhanh hơn? Họ liên tục sao chép, dán, gửi đi. Cho dù khả năng hacker có cao cường đến đâu, cũng không chịu nổi việc tin tức bài đăng được đăng lên hàng loạt. Không còn cách nào khác, sau 10 giờ tối, trang web chính thức của tập đoàn Tống Thị đã đăng một bức thư. Tập đoàn Tống Thị quả thực đã gặp một số vấn đề nhỏ vài ngày trước và đã được giải quyết thỏa đáng. Nguyên nhân vấn đề là do phòng tài vụ mua phải hóa đơn giả, bị cơ quan thuế phát hiện. Tống thị đã chấp nhận đóng phạt, nộp đủ số tiền, không ngờ chuyện này lại bị bôi nhọ quá mức trên mạng. Tập đoàn Tống thị yêu cầu mọi người không bôi nhọ ác ý. Nếu dư luận ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công ty, công ty sẽ để phòng pháp lý vào cuộc. Hình ảnh kèm theo là ông cụ đầy nếp nhăn, quầng mắt sâu, tóc bạc trắng, đeo kính lão, ngồi trước một đống hóa đơn thuế, lật xem từng tờ một xem là thật hay giả thậm chí còn làm thành một ảnh động. Dưới ánh đèn, ông cụ cầm kính lúp. Trên bàn có máy kiểm tra tiền giả, trước mặt ông cụ là máy kiểm tra hóa đơn thật giả. Cảnh này khiến nhiều cư dân mạng để lại bình luận. Thật là quá thiếu đức, ai lại bán hóa đơn giả cho tập đoàn Tống Thị? Không thấy ông cụ già như vậy rồi, còn phải từng tờ một kiểm tra hóa đơn thật giả à? Không ngờ, một công ty lớn như tập đoàn Tống Thị mà cũng có thể mua phải hóa đơn giả. Vậy chúng ta dân thường chẳng phải càng dễ mua phải sao? Bên dưới, có người bình luận, dịch vụ cung cấp hóa đơn các loại, cần thì liên hệ riêng, số điện thoại 13820. Bọn làm hóa đơn giả cút đi, quảng cáo còn chui vào đây, đúng là không chỗ nào không có. Không đúng, tập đoàn Tống thị không phải do Tống Tinh Thần nắm quyền sao? Sao lại là ông cụ? Ôi, anh không biết à. Tập đoàn Tống thị ở S thị, ông cụ đã quản lý tập đoàn Tống thị hơn 20 năm rồi toàn bộ cổ phần đã chuyển nhượng cho Tống Tinh Thần. Nhưng ông vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, tập đoàn Tống Thị là do ông cụ quyết định. Theo tôi thấy, làm hóa đơn giả là lừa đảo người già, giống như mấy kẻ cầm tiền giả đến mua đồ ở cửa hàng của người già vậy. Nhưng tập đoàn Tống Thị chỉ là lớn hơn cửa hàng một chút, nói chung là kẻ lừa gạt người già đều không phải thứ tốt. Đúng vậy, nhưng hình ảnh này thật sự rất vui, hi hi, tập đoàn Tống Thị chỉ vì một chồng hóa đơn giả mà bị đóng băng tài khoản, có hơi làm quá rồi. Tôi cũng thấy vậy, hơn nữa, trên mạng đầy rẫy tin bôi xấu, có vẻ như là cố ý. Công ty lớn, ai mà chẳng từng mua phải hàng giả, tôi nghĩ tập đoàn Tống thị bị người ta nhắm đến ác ý, những kẻ đăng tin bôi xấu kia vẫn chưa chịu dừng tay. Nhắm vào một ông già, đạo đức công cộng đâu rồi, có đạo đức không, là ai đấy, đứng ra đi. An Ninh đọc các bình luận bên dưới, may mắn là các bình luận đều theo hướng tích cực, có vài người muốn làm lệch hướng bình luận nhưng nhanh chóng bị chặn. Như vậy, cô cũng yên tâm phần nào. Cô muốn kiểm tra xem nguồn gốc của những tài khoản nhỏ này, theo dõi một số tài khoản, phát hiện địa chỉ IP cuối cùng là ở nước ngoài. Thì ra là ở nước ngoài. Máy chủ không phải ở trong nước, điều tra ở nước ngoài sẽ rất phiền phức. Cô cài một đoạn mã nhỏ theo dõi vào một trang web nào đó, một khi những tài khoản nhỏ đăng bài hoạt động, dù chỉ đăng nhập qua, đều sẽ phản hồi về máy tính của cô cô để máy tính hoạt động. Sau đó gọi cho tinh thần một cú điện thoại, vẫn đang bận, thế là bỏ qua luôn, chuẩn bị để đi ngủ. Sáng hôm sau, vừa mới dậy rửa mặt, cô đã nghe thấy dưới lầu truyền đến những tiếng cười nói vui vẻ, bầu không khí rất tốt. Trong nhà hình như có khách. Bạn bè của Lục Vi bây giờ dần dần nhiều hơn, trước đây chỉ có vài người, cô Thanh là một trong số đó. Bạn của Lục Vi đến thăm, Lục Vi đều yêu cầu Lục An ninh xuống tiếp khách. Cô không muốn xuống dưới xã giao, nhưng người ta đã đến nhà, còn mang quà theo, khúc nhã thanh thuyết phục cô, chỉ cần gặp mặt, làm quen, nếu cảm thấy không thoải mái, chào một tiếng rồi lên lầu cũng được. Khi cô đang thay quần áo, người giúp việc gõ cửa, "Tiểu thư, hôm nay có khách đến, ông bà bảo tôi mời cô xuống lầu, nói là khách quý, cô nên trang điểm một chút." An Ninh thay váy, búi tóc lên gọn gàng, trang điểm nhẹ rồi xuống lầu. Đứng trên cầu thang, đã nghe thấy giọng nói đêm qua. Lục an ninh cau mày, sao lại là anh ta? Đúng là âm hồn bất tán. Và anh ta không phải đến một mình, còn mang theo trưởng bối. Là giọng nói của một người phụ nữ, tính cách khá mạnh mẽ, đã hạ thấp tư thế. Đứa con này của tôi đã hai tháng rồi không về nhà, tối qua cuối cùng cũng về, vừa về đã kể về lục tiểu thư, nói suốt hai tiếng đồng hồ, không ngủ chút nào, tôi bị nó làm phiền chết đi được. Nó năm nay 20 tuổi, Vốn định sắp xếp cho nó đi du học nước ngoài, nhưng nó không chịu đi, nhất quyết phải học trong nước, học trong nước thì cũng thôi đi, lại ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Ngày nào cũng là cái bộ dạng kia. Chúng tôi quyên góp xây một tòa nhà ở trong trường, người ta không đuổi học là may rồi, tôi chỉ nghĩ, với tính cách này, sau này ai quản nổi nó chứ. Nhưng, hôm qua nó về nói với tôi, tiểu thư nhà họ Lục có thể quản được nó, tôi mới tò mò Rốt cuộc tiểu tiên nữ nhà nào mà ngay cả thằng con nghịch ngợm phá phách của tôi cũng có thể dạy dỗ nó ngoan ngoãn phục tùng. Vậy nên sáng nay tôi đã đưa người đến, muốn xem một chút. Nhà của các vị có phong cách rất đẹp, tôi nghe con tôi nói, khu vườn còn lớn hơn nhà tôi, giờ nhìn mới thấy, thật sự là lớn. Khúc Nhã Thanh và Lục Vi cười đáp lại, nhà do tổ tiên để lại, cũng chỉ là căn nhà có giá trị chút thôi. Ba của Trần Tuấn hỏi, nghe nói công ty của quý vị là nhà cung cấp của tập đoàn Mục Thị. Lục Vi khiêm tốn đáp, nói là nhà cung cấp cũng không đúng, chỉ là con gái tôi và bạn gái của Mục Tiên Sinh có quan hệ tốt. Hai người đã đầu tư vào mấy công ty, nên Mục Tiên Sinh chiếu cố cho một chút việc làm ăn. Ồ, Mục Tiên Sinh không phải ai cũng nể mặt, cậu ta không nghe lời của ai cả. Vậy Lục Tiểu Thư chắc chắn là rất tuyệt vời, có thể kết bạn với Tống Tiểu Thư cũng rất hiếm. Trần Tuấn rất tò mò về cấu trúc của ngôi nhà. Nhìn từ bên ngoài, đây là một ngôi nhà mang phong cách cổ điển. Nhưng khi bước vào bên trong, lại có các mô hình thiết bị gia dụng nhỏ và cả lô sản phẩm đầu tiên từ dây chuyền sản xuất robot mà An Ninh cũng có. Trần Tuấn rất tò mò về robot. Thứ này còn có thể chuyển động không? Khúc Nhã Thanh cười hiền từ nói, còn có thể nói chuyện nữa, là một robot AI thông minh, tên là Tiểu Ninh. Giọng nói mềm mại của Tiểu Ninh vang lên, có mặt, chủ nhân có điều gì cần chỉ thị? Dự báo thời tiết hôm nay như thế nào? Thưa chủ nhân Hôm nay ở Đế Đô nhiệt độ là 30 độ C, trời nắng gắt, không có gió, ra ngoài nhớ mang ô nhé, cẩn thận bị cháy nắng. Còn nữa, phía nam thành phố đang tắc đường, tuyệt đối đừng đi đường chính ở phía nam thành phố. Trần Tuấn như phát hiện ra châu lục mới, wow, đồ chơi công nghệ cao này đặt hàng từ đâu vậy? Tôi cũng muốn có một cái. Nói đến đây, Lục Phi trở nên tự hào. Bên ngoài không đặt được đâu, đây là sản phẩm của phòng nghiên cứu do tiểu thư Tống đầu tư. Lô đầu tiên chỉ có hơn 20 cái, bán đi một nửa, còn lại một nửa đều được chia cho người trong nhà hết rồi. Trần Tuấn lưu luyến sờ vào con robot có hình dáng giống hệt lục an ninh, mái tóc thẳng đen, mái ngang, mặc váy nhỏ, ngũ quan được tạo hình giống lục an ninh đến kinh ngạc. Lại còn là robot thông minh nữa. Khúc Nhã Thanh nói, robot này có thể điều khiển tất cả các thiết bị điện trong nhà như rèm cửa, tủ lạnh, bếp tử. Hắn thực sự rất muốn có một con. Hay là thương lượng với Lục tiểu thư, bán lại cho tôi được không? Tôi trả giá gấp 10, không được thì gấp 20 lần. Anh ta định bế robot lên thì bị Lục An Ninh từ trên cầu thang ngăn lại. Đặt xuống, thứ đó không phải thứ anh có thể động vào. Lục An Ninh vẻ mặt nghiêm túc đi xuống cầu thang, biểu cảm lạnh lùng. Trần Tuấn nhìn thấy cô, vội vàng rút tay lại. An Ninh mặc một chiếc váy dài, tóc búi lên, trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát nhìn đẹp hơn nhiều so với dưới ánh đèn mờ tối đêm qua. Ba mẹ của Trần Tuấn nhìn thấy Lục An Ninh xuất hiện, liền đánh giá cô một lượt. Làn da trắng mịn, dung mạo xinh đẹp, ba mẹ nói chuyện văn nhã. Dù ra thế tuy không giàu có bằng họ, nhưng lại có mối quan hệ rất tốt với mục thị, càng thân thiết hơn với tống tinh thần. Quan trọng nhất là cô có thể quản lý được đứa con trai ngang ngược của họ. Nhìn xem, vừa xuất hiện, đứa con trai ngang ngược của họ đã ngoan ngoãn lại rồi. Lục An Ninh này, càng nhìn càng hài lòng. Nào nào, Lục tiểu thư mau ngồi xuống. An Ninh ngồi xuống ghế sofa. Mẹ của Trần Tuấn trông rất trẻ, bảo dưỡng rất tốt, trông như người hơn 30 tuổi, dáng người yểu điệu, khí chất nổi bật, nhìn từ phong cách ăn mặc có vẻ là một nữ cường nhân có sự nghiệp. Ba của anh ta thì có dáng vẻ của một người thành đạt, nhìn qua rất dễ gần. Nhưng, cả hai đều trông có vẻ ưu tú như vậy, sao lại nuôi dưỡng ra một kẻ ăn chơi như Trần Tuấn? Trần Tuấn muốn ngồi cạnh cô, Lục An ninh trợn mắt nhìn anh ta một cái, anh ta liền ngoan ngoãn lùi qua một bên. Mẹ của Trần Tuấn nói, đây là Lục Tiểu Thư phải không, trông thật xinh đẹp, khí chất cũng rất tốt, hôm nay đột ngột đến thăm, không mang theo quả cáp gì quý giá, chỉ là chút lòng thành, này, nhận lấy nhé. Mẹ Trần lấy từ trên bàn trà ra một hộp quà, gói rất tinh tế, không biết bên trong đựng gì. Bà đưa cho An ninh, An ninh vốn không muốn nhận, nhưng khúc nhã thanh ra hiệu cô nhận, cô đành nhận bằng hai tay. Làm phiền bà rồi. Không sao đâu, ta chỉ sợ con không thích. Con trai ta chắc đã gây không ít phiền phức cho con rồi nhỉ. An Ninh đưa quà cho người giúp việc, liếc nhìn Trần Tuấn một cái, đúng vậy, tối qua còn nói muốn làm cho nhà tôi phá sản đấy. Nghe thấy vậy, mẹ của Trần Tuấn lập tức động thủ đánh anh ta. Trần Tuấn trốn sang bên sofa của Khúc Nhã Thanh, tôi chỉ đùa thôi mà, không tin thì hỏi mẹ tôi đi. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng làm ai phá sản cả. Hồi đi học ngày nào tôi cũng đánh nhau với một bạn học, nhưng tôi cũng chưa làm gì ba mẹ cậu ta cả. Năm ngoái khi bố cậu ta gặp khó khăn tài chính, tôi còn cho mấy trăm vạn để trợ giúp gia đình cậu ta đấy. Tiền đó mẹ tôi biết đi đâu rồi. An ninh không tin anh ta, lường một cái. Này, cô nãi nãi, à không, chị An ninh. An ninh cắt lời anh ta, ai là chị của anh, đừng có nhận họ hàng, tôi không quen loại họ hàng như anh trần tuấn tinh nghịch sán lại cố làm thân với an ninh nghe nói cô đang học đại học lại cùng năm với tôi thật trùng hợp chúng ta cùng tuổi rồi ai cùng tuổi với anh chứ cũng gần gần mà thôi cô học trường đại học nào chúng ta làm bạn cùng trường tốt nhất là cùng lớp an ninh khinh thường liếc anh ta với cái kiểu như anh mà muốn học cùng một trường đại học với tôi cùng một lớp học anh biết tôi học trường nào không đế đại Lớp vật lý 805 tập trung các thủ khoa kỳ thi đại học toàn quốc, điểm tổng hợp khoa học tự nhiên của cả lớp đều trên 720 điểm. Tôi học cũng không tệ mà. An ninh hoàn toàn không tin. Sau khi chào hỏi dưới lầu, cô cầm túi sách nói với cha mẹ, hôm nay con có việc ra ngoài, con đi trước đây. Khúc nhã thanh ái náy nhìn cha mẹ trần ra, con bé này, có khách đến nhà mà, chuyện lớn đến mấy cũng phải chờ khách về rồi hãy tính. Không chờ được, có việc gấp, con đi trước. Tài xế con bảo đợi ngoài cửa rồi. Mặc cho cha mẹ cô không ngừng nháy mắt ra hiệu, cô vẫn cầm túi sách bước đi. Người đã đi rồi, Trần Tuấn đương nhiên không ngồi yên. Anh ta đuổi theo ra ngoài, đợi tôi với, cô đi đâu, tôi đưa cô đi. Không cần, tôi có tài xế rồi. Tài xế của cô cũng đã hơn 50 tuổi, mắt mờ rồi đấy. Tôi lái xe rất ổn mà. Câu này nghe sao cũng giống như đang nói đùa, An Ninh không thèm để ý đến anh ta, bước nhanh hơn. Trong phòng khách, hai người trẻ tuổi đi rồi, cha mẹ hai bên có chút ngượng ngùng. Mẹ Trần kéo áo Ba Trần, Ba Trần cười nói, hai đứa nhỏ xem ra vẫn hòa hợp khá tốt. Lục Phi thì không nghĩ vậy, ông luôn cảm thấy An Ninh không thích Trần Tuấn. Dù nhà Trần ra rất tốt, nhưng An Ninh là người có chủ kiến, chuyện tình cảm, bọn họ cũng không can thiệp được. Tôi nghĩ nên để Lục tiểu thư tiếp xúc với Trần Tuấn nhà chúng tôi nhiều hơn lần đầu chưa quen, lần thứ hai sẽ thân thuộc hơn, có khi lại thích nhau cũng không chừng. Tôi nhìn ra được, Trần Tuấn rất để ý đến Lục Tiểu Thư. Lục Vi ho vài tiếng, có chút không nỡ ngắt lời ba Trần. À, tôi xin nói trước là, an ninh nhà chúng tôi, từ nhỏ đã có chủ kiến riêng, bất kỳ chuyện gì của con bé, chúng tôi đều không thể quyết định thay được. Nếu hai vị thật sự để mắt đến con bé nhà chúng tôi, rất xin lỗi, chuyện này phải do an ninh tự quyết định chúng tôi thật sự không thể nói thay được. Nếu vậy thì, ba mẹ Trần Gia bắt đầu cảm thấy khó khăn. Mẹ Trần nói, không thì cho Trần Tuấn vào đế đại học đi. Lục Vi nhắc nhở họ, lớp vật lý 805 của đế đại, nơi tụ họp các thủ khoa thi đại học toàn quốc, học không theo kịp thì sẽ rất vất vả. Mẹ Trần có ý định rút lui. Cha Trần lại hỏi, an ninh hiện giờ có thực tập không? À, thật ra cũng không có gì mấy, chỉ là có chức danh, làm giám đốc kế hoạch của công ty Lục Thị, giám đốc an ninh mạng của công ty khoa học công nghệ tinh thần, phụ trách bán hàng trực tuyến. Ba mẹ Trần ra nhìn nhau, lập tức nảy ra ý tưởng. Đưa người đến công ty khoa học công nghệ tinh thần, nói ra cũng có tiếng tăm. An ninh đi xe ra, Trần Tuấn vẫn mặt dày bám theo, xe thể thao của hắn đi song song với xe của cô, còn ngoắc tay cô, làm cho cô thấy phiền toái, nâng cửa kính xe lên. Cửa kính xe vừa đóng, cô lại mở laptop ra. Thị trường chứng khoán mở cửa lúc 9 giờ, hiện đã là 8 giờ rưỡi, trước mặt cô là giá cổ phiếu của Tống Thị đã giảm mất 6%. Đóng trang lại, tuyên bố trên tài khoản chính thức của tập đoàn Tống Thị đã nhận được hơn 20.000 bình luận chỉ trong một đêm. Những bình luận được thích nhiều nhất đều là chỉ trích việc bán hóa đơn giả cho tập đoàn Tống Thị. An Ninh ban đầu nghĩ rằng hướng dư luận đã được kiểm soát khá tốt. Nhưng khi cuộn xuống vài bình luận tiếp theo, dư luận lại thay đổi hoàn toàn. Các tài khoản nhỏ bắt đầu dẫn dắt xu hướng, làm rối loạn toàn bộ trang bình luận bên dưới. Có những lời bình luận châm chọc. Tập đoàn Tống Thị, dù gì cũng là công ty lớn với giá trị thị trường hơn 300 tỷ, độc quyền toàn bộ cảng thành phố S, lại đi mua hóa đơn giả, lừa ai đây? Tôi thấy tập đoàn Tống Thị đang muốn trốn thuế thì có. Dù sao thì tôi cũng không tin kiểu hoạt động này, phần lớn nhân viên của tập đoàn Tống Thị đều trên 35 tuổi, kinh nghiệm dày dặn, không phải mấy tay mơ mới ra trường. Những người mới bị lừa thì còn có thể hiểu được, chứ toàn là gạo cội như vậy mà bị lừa sao, xem chúng ta đều là kẻ ngốc chắc. Tôi nghĩ cần phải kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ thuế của tập đoàn Tống thị trong những năm qua. Công ty này tồn tại mấy chục năm rồi, nếu mỗi năm đều trốn thuế, con số này chắc cũng khổng lồ lắm đấy. Nghe nói đã nộp phạt, phạt bao nhiêu, nói ra con số để chúng tôi biết chứ. Tôi nghĩ là không dám nói ra, sợ gây phẫn nộ công chúng. Tống Tinh Thần chẳng phải luôn tự hào cái gì mà đóng góp cho nghiên cứu khoa học của đất nước sao? Đây chính là đóng góp của cô ta đấy, việc đầu tiên khi trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Tống Thị là trốn thuế. Tôi đề nghị kiểm tra toàn bộ các doanh nghiệp dưới quyền Tống Tinh Thần. Đúng vậy, nếu không điều tra Tống Thị, ai biết được một doanh nghiệp lâu đời như vậy cũng có thể trở thành sâu mọt của đất nước. Bảo sao Tống Tinh Thần im ắng suốt một năm qua, hóa ra là đã dùng toàn bộ trí thông minh để trốn thuế. He he, hôm nay có rất nhiều phương tiện truyền thông tới chặn ở cổng tập đoàn Tống Thị. Ông già vừa ra khỏi bệnh viện, Tống Tinh Thần đã ra mặt, mọi người có thể xem đoạn phỏng vấn của truyền thông. Sao tôi thấy giả quá đi? An ninh đóng trang lại và tìm kiếm tập đoàn Tống Thị, rất nhiều video hiện ra. Video đứng đầu là cảnh các phương tiện truyền thông tập trung tại cổng tập đoàn Tống Thị. Không chỉ có truyền thông, còn có một số công nhân sợ không nhận được lương, lo ông chủ chạy trốn. Đây đều là công nhân làm việc ngắn hạn, lái xe nâng để bốc rỡ hàng hóa, công việc rất vất vả. Nhiều người nhận lương theo ngày, theo tuần, rất ít người nhận theo tháng. Phía ngân hàng đã giải tỏa, nhưng bên cơ quan thuế viện lý do cuối tuần không làm việc. Vì vậy, nhiều người vẫn chưa nhận được lương, họ đứng chờ ở phòng tài vụ của công ty để lấy tiền. Tinh thần đã qua đó rồi, chắc chắn sẽ không thiếu tiền lương của họ. Chỉ là có rất nhiều phóng viên đã đào hố để phỏng vấn công nhân. An ninh mở video phỏng vấn có lượt xem nhiều nhất. Xin hỏi tập đoàn Tống Thị nợ anh bao nhiêu tiền lương? Người công nhân chất phác trả lời, không nhiều, hơn 1.000 tệ. Anh hơn 1.000 tệ, ở đây khoảng hơn 50 người, là hơn 5 vạn tệ. Khủng hoảng tài chính lần này của tập đoàn Tống Thị, đến 5 vạn tệ tiền lương cũng không trả nổi sao. Tôi đề nghị anh hãy báo cáo lên sở lao động. Người công nhân nói, cũng không phải lần nào cũng chậm, mấy lần trước sẽ luôn thanh toán trong 3 ngày. 3 ngày, thậm chí chậm trả 3 ngày mới thanh toán, anh có thể đi báo cáo sở lao động từ ngày đầu tiên rồi. Người công nhân thấy phóng viên này không thể nói chuyện được, đành đi chỗ khác. Tiếp theo, phóng viên hỏi các câu hỏi gây khó dễ, ví dụ như trời nắng nóng, làm việc ngoài trời có cung cấp nước mát không? Có mũ che nắng không? Chỉ số an toàn làm việc là bao nhiêu? Có được chứng nhận an toàn không? Nhiều thuật ngữ chuyên ngành cùng lúc đổ xuống, làm người công nhân thật thả ngơ ngác hoặc có vài nhà báo cùng lúc dồn dập phỏng vấn một công nhân. Công nhân bị mắc kẹt trong cái hố mà các phóng viên đã đào sẵn. Nhiều công nhân bốc rỡ hàng hóa trình độ văn hóa không cao, căn bản không hiểu các phóng viên đang hỏi gì. Đặc biệt là tình trạng thuế vụ, công nhân không hiểu, chỉ biết là tài khoản bị cơ quan thuế đóng băng. Tập đoàn Tống Thị vẫn rất nổi tiếng ở địa phương, ông chủ rất có nghĩa khí, nhưng các phóng viên này nói giọng phổ thông đậm chất phương Bắc, đủ loại bắt bẻ, làm công nhân rất khó chịu tiền lương hôm qua, hôm nay thanh toán theo ngày tại phòng tài vụ tập đoàn Tống Thị, quy định này đã duy trì hơn 10 năm ở thành phố S. Gặp cuối tuần thì sẽ chuyển sang sáng thứ hai thanh toán. Điều này rất bình thường, sao trong miệng phóng viên lại thành lỗi của tập đoàn Tống Thị, còn bảo người ta đi báo cáo sở lao động. Nói không hay thì nếu tập đoàn Tống Thị thực sự phá sản, những người làm công việc tạm thời này sẽ rất khó khăn. Mỗi ngày lái xe nâng cũng được hơn nghìn tệ, trời mưa thì nghỉ ngơi, việc nhiều tiền nhiều, việc ít tiền ít. Dù thế nào thì công việc này cũng tốt hơn làm việc ở công trường. Công trường thì gió mưa nắng cháy, còn nguy hiểm. Lái xe nâng còn có điều hòa nữa. Nhưng bất kỳ công nhân nào nói tốt về tập đoàn Tống Thị, phóng viên liền cố tình ngắt lời, hỏi một số câu hỏi họ không hiểu, cuối cùng công nhân cũng chẳng trả lời được gì. Phóng viên vừa quay đầu lại, nói trước ống kính rằng tập đoàn Tống Thị đã tẩy não công nhân. Sau đó video cắt ghép, lược bỏ đầu đuôi, nhằm bôi nhọ tập đoàn Tống Thị. Quả nhiên, bình luận bên dưới dẫn dắt xu hướng sai lệch. Wow, tập đoàn Tống Thị quá đen tối, để khỏi phải đóng bảo hiểm lương hưu, lại thuê lao động tạm thời. Đúng vậy, ngay cả chuyện hóa đơn giả còn làm ra được, để tiết kiệm chút tiền lương hưu, không thuê công nhân chính thức, chuyện đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Những công nhân này thật đáng thương, chủ nghĩa tư bản đáng ghét, tập đoàn Tống Thị bóc lột người lao động. Ai giúp tôi đi báo sở lao động đi, công nhân tạm thời của tập đoàn Tống Thị không có chút bảo đảm an toàn nào. Và vừa nãy hỏi công nhân, làm việc mỗi ngày liên tục 10 tiếng, ai chịu nổi đây? Người trên kia ghen ghét gì thế? Người ta nhận lương theo ngày, một ngày hơn nghìn tệ, các người thì sao, đã đi làm chưa? Tưởng tiền ngoài kia dễ kiếm lắm à, bị người ta lợi dụng mà còn không biết, từng người một đều ngu ngốc. Này, chửi ai đấy? Chắc là tay sai của tập đoàn Tống Thị chứ gì? Nói cho mà biết, Hôm nay tôi đăng 1.000 bài viết, ngày nào cũng chửi tập đoàn Tống Thị, xem Tống Tinh Thần còn kiểm soát bình luận thế nào. Phần bình luận phía dưới đã thành cuộc cãi vã, đầy những lời thô tục và những lời bôi nhọ tinh thần. An ninh không thể xem nổi nữa. Ban đầu cô nghĩ rằng đã nộp phạt xong, Tống Thị đã đăng thông báo, thậm chí đã gửi cả thư luật sư. Nhưng tình hình không những không cải thiện mà còn mất kiểm soát. Plugin nhỏ cô cài lên tối qua đã không còn hiệu quả, những từ khóa như tập đoàn Tống Thị, Tống Tinh Thần không thể bị chặn nữa. Lần này đối phương tấn công mạnh mẽ, quyết tâm kéo tập đoàn Tống thị xuống nước. Rốt cuộc là ai lại dám chơi tinh thần như vậy? Tinh Thần nhắn tin lại cho cô, nói rằng tình hình bên đó đã trở nên phức tạp hơn. Ý là, cục thuế đã đi, tiếp theo đến cục môi trường, cục lao động, cục kiểm toán. Các cơ quan liên tiếp đến kiểm tra tập đoàn Tống thị. Ông cụ suýt chút nữa lại nhập viện vì tức giận. Có người không để cho tập đoàn Tống thị yên ổn, muốn tìm mọi cách để đánh sập công ty. Nếu không phải vì bến cảng không thể di chuyển, Tinh Thần thực sự muốn chuyển toàn bộ công ty và tàu thuyền về đế đô. Lần trước tài khoản bị đóng băng, Tinh Thần đã phiền đến nhà họ Mục, giờ cô ấy không muốn hạ mình đi nhờ giúp đỡ lần nữa. Hơn nữa, theo lý mà nói, nhà họ Mục đã ra mặt, thành phố S này dù không có tầm nhìn cũng không nên làm khó tập đoàn Tống thị nữa. Nhưng, thực tế lại trái ngược mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. An ninh cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc. Với bối cảnh chính trị của nhà họ Mục, không có gia tộc nào có thể sánh bằng, dù thành phố S xa tầm với của họ, trừ khi những người ở đây không còn muốn thăng tiến nữa. Sao lại có người không màng đến tiền đồ chính trị, chỉ muốn hủy diệt tập đoàn Tống Thị? An ninh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Cô để lại lời nhắn cho tinh thần. Tinh thần, phần mềm chặn tin tức về tập đoàn Tống Thị của mình không còn hiệu quả nữa. Chuyện này đang lan rộng trên mạng, cậu xem thử có phải là đối thủ cố ý trả thù không? Mình luôn có cảm giác trong nước không có mấy ai dám đối đầu với cậu. Có phải gia tộc Hai Bolly đang trở lại và chơi chiêu trò này không? Gia tộc đó giỏi nhất là chơi những trò này còn gì? Tinh thần không online, tin nhắn không được trả lời. An ninh đóng khung đối thoại lại và khi nhấp vào một trang tin tức có lượng truy cập lớn, Trang này hiển thị trực tiếp cảnh các phóng viên đang chặn trước cửa tập đoàn Tống Thị. Xe của Tinh Thần không vào được, bị đám đông phóng viên vây kín. Nhiều phóng viên chĩa ống kính vào hàng ghế sau xe cô, gần như chạm vào cửa kính. "Cô Tống, xin hãy nói một câu, về những tiết lộ trên mạng về việc tập đoàn Tống Thị trốn thuế, cô có lời giải thích nào không? Có tin đồn rằng hóa đơn là giả, xin hỏi ai là người đã mua hóa đơn này?" Và thuế mà tập đoàn Tống thị đóng trong những năm gần đây có hợp lý và đúng luật không? Tại sao có nhiều công nhân đòi lương ở cổng công ty? Tập đoàn Tống thị có phải đã chậm trả lương công nhân không? Xe của cô cùng với xe bảo vệ tổng cộng có 5 chiếc, tất cả đều bị chặn bên ngoài, không vào được. Bảo vệ công ty đã ra mở đường, nhưng chỉ vài bảo vệ không thể đẩy lùi đám đông phóng viên. Các phóng viên này có vẻ không để Tống Tinh Thần xuống xe thì không chịu bỏ qua. Tinh Thần bị ép buộc không còn cách nào khác ngoài mở cửa xe và chuẩn bị bước xuống. Anh Đàm, Ngụy Đông Thành cùng vài người nhanh chóng tạo thành vòng bảo vệ, giữ các phóng viên bên ngoài. Hơn chục phóng viên đưa micro về phía Tống Tinh Thần, bắn ra hàng loạt câu hỏi sắc bén. Ai là người mua hóa đơn giả? Nghi phạm đã bị bắt chưa? Cư dân mạng rất quan tâm đến số tiền phạt của tập đoàn Tống Thị. Xin hỏi các vị đã nộp bao nhiêu tiền phạt? Tại sao lại có nhiều công nhân đến cổng công ty đòi lương như vậy? Có phải tài chính của tập đoàn Tống thị có vấn đề không? Cô Tống Tinh thần, xin hãy trả lời. Tinh thần mặc trang phục công sở gọn gàng, ánh mắt quét qua đám phóng viên. Toàn bộ là những khuôn mặt lạ, không có một ai quen thuộc. Thậm chí những phòng ban truyền thông ghi trên micro, cô cũng không có ấn tượng gì. Cô hắng giọng rồi nói, "Xin lỗi, các câu hỏi này sẽ được trả lời trong buổi gặp gỡ báo chí chiều nay." Thời gian được ấn định vào lúc 3 giờ chiều. Tại sảnh tầng 3 của khách sạn Thế Kỷ. Các phóng viên có thẻ nhà báo, vui lòng đăng ký tại cửa ra vào, khách sạn sẽ có nhân viên hướng dẫn vào. Có bất kỳ câu hỏi nào sẽ được trả lời vào buổi chiều, ông Tống Hưng sẽ tham gia cùng với ban quản lý cấp cao của tập đoàn Tống Thị. Các phóng viên muốn hỏi gì thêm nhưng Đàm Ca và Ngụy Đông Thành đã ngăn lại và mở đường cho cô vào công ty an toàn. Ngay sau đó, bộ phận tài chính của công ty, trước 8 giờ, đã ra để trả lương cho công nhân khi thực sự đến lúc trả tiền, lại chẳng còn phóng viên nào ở cửa để chụp ảnh, tất cả đều biến mất không còn dấu vết. Đúng là được huấn luyện rất bài bản. An Ninh đã xem toàn bộ diễn biến, khoảng 15 phút sau, tinh thần mới nhắn tin lại cho cô. Chuyện này, chú sáu của Mục Đình Kiêu đã gọi điện cho mình, tối qua ông ấy đã bảo bên thành phố S ngừng lại. Các bộ phận sáng nay đã gọi điện cho ông cụ, nói sẽ không kiểm tra nữa. An Ninh trả lời, trên mạng có người cố ý làm vậy mình xóa cũng không hết được. Bây giờ không kịp để ý tới nữa, tập đoàn Tống Thị phải ổn định lại trước đã. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, mấy công ty hợp tác nhiều năm đã hủy đơn hàng vận tải biển hoặc chuyển cho nhà khác, Tống Thị gặp khó rồi. Thế khi nào cậu về lại đây? An Ninh hỏi. Còn cần chút thời gian, phải ổn định các khách hàng lớn trước đã. Mình có thể giúp cậu gì không? Cậu cứ để ý dư luận trên mạng giúp mình, rảnh thi hách các tài khoản nhỏ kích động. Không có các cơ quan đến làm khó, phía tinh thần sẽ không gặp nhiều rắc rối nữa, chỉ có việc khôi phục kinh doanh cần chút thời gian. Lên tầng chính công ty, gần đây nhiều người đã nghỉ việc, rất nhiều chuyện nhỏ nhặt phải giải quyết. Cô mới nhận việc, nhiều việc phải tự thân lo liệu. Những người quản lý mới được thăng chức, khi không chắc chắn điều gì cũng thích tìm đến cô. Cô cũng mới lên chức, việc nào không giải quyết được, chỉ có thể gọi điện cho ông cụ. Ông cụ sẽ đến công ty xử lý tình hình. Mục Đình Kiêu vốn định qua đây, nhưng tinh thần ngăn lại, cô có thể tự xử lý được, không cần đến anh. Tập đoàn Mục Thị cũng đang bận. Vấn đề là, ai đang dở trò, cô thực sự không đoán ra. Như An ninh đã đoán, gia tộc Hai Bò đang bắt đầu trả thù, cô cũng không nghĩ đến ai khác. Lâm Nhược Tư và Lâm Thế Hiền, họ chưa có bản lĩnh lớn đến thế, tay không thể với xa như vậy. Là Mục Lý Thần sao? Ngay cả khi anh ta ra tay, có khả năng lớn là sẽ nhắm vào công nghệ tinh thần, kế hoạch bách thành, triển lãm ô tô và các công ty có cùng ngành nghề khác. Nhắm vào tập đoàn Tống Thị, không cần thiết, anh ta cũng không được lợi gì. Ngoại trừ hai Bolly, tinh thần không thể nghĩ đến ai khác. Chỉ là nếu gia tộc hai Bolly trả thù, tấn công tập đoàn Tống Thị chỉ là bước đầu tiên, chắc chắn sẽ còn hậu chiêu. Mà hậu chiêu là gì, tinh thần không nghĩ ra. Buổi sáng, khi ông cụ trở lại công ty, Ông đã tái cơ cấu lại ban quản lý, những người quản lý đã nghỉ việc ngay lập tức được bổ sung người để thay thế, đồng thời công việc được sắp xếp lại. Chiều cùng ngày, ông cụ tổ chức cuộc họp báo để làm rõ các tin tức tiêu cực trên mạng. Về việc trả lương theo ngày cũng đã được giải thích rõ ràng. Việc điều chuyển hàng vào container tại cảng có chia ra mùa cao điểm và mùa thấp điểm, nếu gặp ngày mưa lớn hoặc đường biển dâng cao sẽ tạm dừng công việc. Nếu mùa mưa kéo dài, công nhân thuê sẽ chỉ nhận lương cơ bản điều này không có lợi cho những người cần nuôi gia đình. Vì vậy sẽ thuê một số công nhân tạm thời làm việc theo ngày, mặc dù là công nhân tạm thời, nhưng đều được đào tạo trước khi bắt đầu công việc, cũng như có chứng chỉ lái xe nâng, đã hợp tác nhiều lần, không có chuyện khấu trừ lương. Tinh thần và ông cụ không phải kiểu dễ bị đánh lừa như các công nhân, hơn nữa, để tránh các thể loại cắt xén gây hiểu nhầm. Họ cũng ủy quyền cho một số phương tiện truyền thông lớn phát trực tiếp buổi họp báo. Ngay cả truyền thông chính thống của cận phó ngôn cũng được mời đến. Tuy nhiên, đám người tụ tập quanh công ty buổi sáng, đến chiều lại biến mất không thấy tăm hơi. Để xem thẻ nhà báo mới được vào hội trường, kết quả là mấy chục người buổi sáng, buổi chiều chỉ có vài người đến. Những người này không phải phóng viên của các phương tiện truyền thông chính thống. Tinh thần yêu cầu công ty ghi lại mọi phương tiện truyền thông ghi hình tại cửa để truy tìm những phóng viên tích cực phỏng vấn trước cửa nhưng lại không thấy bóng dáng nào trong buổi họp báo. Cô muốn xem rốt cuộc đó là người của phe nào việc tìm kiếm giao cho đàm ca và an ninh lo liệu. Sau khi họp báo kết thúc, trưởng phòng nhân sự của công nghệ tinh thần nói rằng cậu cả nhà họ Trần muốn vào công ty làm việc. Nhà họ Trần gọi điện đến, sẵn sàng mua một tòa nhà ở khu phía nam của kế hoạch Bách Thành làm ký túc xá cho nhân viên công ty, thanh toán tiền trong một lần. Có chuyện tốt thế này, tinh thần lập tức đồng ý, công tử nhà họ Trần muốn thực tập ở bộ phận nào, cứ việc chọn. Cô còn sắp xếp người đặc biệt để hỗ trợ cậu ta. Buổi chiều. Sau buổi họp báo, tinh thần đưa ông cụ về. Tống Húc đi đến công ty để giám sát một số chi tiêu cần phải đóng dấu và phê duyệt. Ông cụ đã phân loại rõ ràng và ghi chú lại, việc của ông chỉ là đóng dấu mà thôi. Anh Đàm đi cùng ông đến công ty. Sau khi kết thúc buổi họp báo, giá cổ phiếu giảm 2% trong ngày nhưng không tiếp tục giảm nữa. Tin tức tiêu cực trên mạng đã ít đi nhiều, hầu hết các trang tin tức đều treo video trực tiếp từ buổi họp báo hôm nay. Vụ việc này đến đây đã tạm khép lại. Hai giờ sau buổi họp báo, các tin tức tích cực về tập đoàn Tống Thị đã nhiều hơn so với tin tức tiêu cực. Dường như, thời gian đang dần đưa mọi thứ trở lại đúng hướng. Tinh thần đã lâu không đi dạo trên các con phố ở thành phố S, hiếm khi có tâm trạng muốn đi loanh quanh. Kiếp trước, cô ở thành phố S 18 năm nhưng ít khi ra ngoài, thực sự không có nhiều ký ức sâu đậm. Ngoài những lúc tan học bình thường, dường như không cho phép cô rời khỏi tầm mắt tan học cũng phải về nhà trong vòng nửa tiếng, rồi làm việc nhà. Cô hoàn toàn không có thời gian để đi chơi. Con đường cô đi nhiều nhất là con đường đến trường. Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đều học ở trung học Hồng Dương, con đường đó cô đi suốt 11 năm. Cô để Ngụy Đông Thành lái xe đến con đường giữa trung học Hồng Dương và nhà họ Tống. Hai năm không trở lại, con đường này vẫn không thay đổi. Hai bên đường là hàng cây phong, các cửa hàng bên đường vẫn là những cửa hàng cũ. Chỉ có một số cửa hàng đã đổi chủ, có những cửa hàng đã được trang trí lại. Khi đó, cô nhút nhát, tính tình hướng nội, có vài lần trời mưa, chủ cửa hàng cho cô mượn ô nhưng cô không dám nhận, sợ về trễ sẽ bị Dương Như phạt, không cho ăn tối. Ngụy Đông Thành đi bên cạnh cô, các vệ sĩ khác lái xe chậm rãi theo sau. Ngụy Đông Thành nhìn hai bên đường, không nhận ra có gì đặc biệt. Tống Tinh Thần muốn đi anh cũng chỉ có thể đi theo. Lần này chuyện đối phó với tập đoàn Tống thị quá bất ngờ. Tinh thần cố gắng nhớ lại, kiếp trước, tình hình của tập đoàn Tống thị như thế nào? Sau khi cô kết hôn với Mục Lý Thần, tập đoàn Tống thị rơi vào tay Dương Như. Lúc đó, Tống Tinh Nguyệt và Âu Dương Chí Viễn đang yêu nhau, tập đoàn Tống thị đã không còn kiếm được tiền. Những ngành kinh doanh có lợi nhuận như bến cảng đã bị Dương Như cho thuê. Nhà máy đóng tàu đã bị bán đi nhà máy thép phế liệu cũng được bán rẻ. Chỉ còn lại tòa nhà chính của tập đoàn Tống Thị và các tàu chở hàng, tất cả được xem như của hồi môn cho Tống Tinh Nguyệt mang về nhà Âu Dương. Nhà Âu Dương sau khi nắm được tập đoàn Tống Thị, thấy rằng tập đoàn Tống Thị không có lời lãi, mỗi tháng còn phải bù thêm tiền. Âu Dương trí viễn giải tán công nhân cũ, xử lý tàu chở hàng với giá rẻ, cho nổ tòa nhà chính của công ty, bán đất. Tổng cộng kiếm được 5 tỷ. Một công ty trị giá trăm tỷ, cuối cùng bị chia tách bán đi, thu được 5 tỷ. Đó là kết cục cuối cùng của tập đoàn Tống Thị. Kiếp này, tập đoàn Tống Thị không rơi vào tay Âu Dương Chí Viễn, dù sóng gió liên miên, giá trị thị trường vẫn đạt hơn 300 tỷ. Cô nhất định sẽ điều hành tập đoàn Tống Thị một cách tốt đẹp. Sẽ không để tập đoàn Tống Thị bị chia tách tan nát. Cô bước tới đầu một cây cầu lớn, cầu 6 làn xe đã xây dựng hàng chục năm, bên dưới hai bên sông có trồng nhiều cây liễu rủ đứng trên cầu vào buổi hoàng hôn, cảnh đẹp cũng không tệ. Ngụy Đông Thành đứng sau lưng cô, nhắc nhở, cô Tống, trên cầu khá nguy hiểm, hay là chúng ta lên xe nhé. Tinh thần cười quay lại nhìn anh, sao, anh nghĩ tôi sẽ nhảy xuống. Cô đứng cạnh cầu, lỡ có chiếc xe nào từ phía sau tới, hút cô xuống, dù tôi có nhảy xuống cứu cô cũng không kịp. Ngụy Đông Thành to con nhưng lại rất tinh tế. Được thôi, cho xe lại đây, Tôi ngồi trong xe ngắm cảnh quanh thành phố S. Mấy năm nay cô chưa từng ngắm kỹ thành phố S. Hai kiếp đều lớn lên ở thành phố này, nhưng cô lại không có cảm giác gắn bó. Đế Đô, thành phố đó so với thành phố S, lại để lại cho cô nhiều tình cảm sâu đậm hơn. Là Đế Đô có những người khiến cô không thể rời xa. Ngồi lại vào xe, cô lặng lẽ ngắm cảnh hai bên đường. Đột nhiên điện thoại reo lên, đó là một số lạ. Tinh thần tưởng là điện thoại rác quảng cáo, bèn bấm tắt. Sau khi bấm tắt, điện thoại nhận được một tin nhắn, cô tống tinh thần, nói chuyện một chút. Tinh thần trả lời lại, anh là ai? Cô nghe điện thoại, không phải sẽ biết à? Sau đó, điện thoại lại đổ chuông. Tinh thần nhận cuộc gọi. Bên kia là một giọng nói lạ, là giọng một người đàn ông trẻ, nói với giọng chuẩn thành phố S. Tống tinh thần, còn nhớ tôi là ai không? tinh thần nhíu mày giọng này rất quen thuộc rất giống người trong trí nhớ của cô cô bình tĩnh nói anh là ai người sang hay quên cô có người đàn ông khác liền quên tôi tôi sẽ đau lòng đấy cái giọng điệu này không sai là hắn ta ở trung học hồng dương tinh thần luôn là một người bên lề trong tất cả các cô gái cô là kẻ xấu xí nhếch nhác học kém nhất một kẻ khác biệt sống đơn độc các chàng trai cũng ghét cô không ai tiếp xúc với cô Cô luôn bị nhóm của Tống Tinh Nguyệt cô lập, càng không có ai tiếp cận cô. Chỉ duy nhất có một chàng trai từng nói cô rất xinh đẹp. Chàng trai đó là Tăng Nhất Trì. Tăng Nhất Trì ở trung học Hồng Dương cũng là một kẻ khác biệt. Thuộc loại học sinh cá biệt kém nhất lớp, là một kẻ bá chủ trường học. Hai người khác lớp nhau, ở trường trung học Hồng Dương, hắn ta học lớp 12, lớp cuối bảng. Mỗi năm bảng điểm thi, họ luôn tranh giành vị trí cuối cùng tống tinh thần thường xuyên nộp giấy trắng còn tăng nhất chỉ thường vẽ siêu nhân ngự kiếm phi hành độ lôi thiên kiếp hai người từng bị trung học hồng dương chê bai kéo tụt điểm trung bình của trường tuy nhiên trong hai năm ở trung học hồng dương tăng nhất chỉ rất ít khi để tống tinh nguyệt bắt nạt tinh thần dường như hắn đã tìm riêng tống tinh nguyệt nói rằng nếu thấy cô bắt nạt tinh thần hắn sẽ lái xe tông chết cô ta tống tinh nguyệt ngoan ngoãn được hai năm nhưng lên lớp 12, tăng nhất chỉ chuyển trường Nghe nói gia đình hắn có điều kiện, sợ hắn không thi đỗ đại học nên chuyển đến khu vực có điểm thấp để học. Sau đó, rất lâu không thấy hắn, mãi đến kiếp trước, khi tinh thần và mục lý thần hẹn hò, gần như đã xác định quan hệ hôn nhân, tăng nhất chỉ mới xuất hiện trở lại. Hắn còn tỏ tình với tinh thần, nói rằng từ lần đầu tiên gặp tinh thần năm lớp 10, hắn đã biết cô là một mỹ nhân, chỉ tiếc hồi đó không theo đuổi cô, là do hắn quá yếu đuối. Chỉ vài năm thôi, mỹ nhân càng ngày càng xinh đẹp, tiếc là sắp bị người khác cưới mất. Kiếp này, sự xuất hiện của Tăng Nhất Chỉ khá giống với kiếp trước, cô và Mục Đình Kiêu sắp kết hôn, Tăng Nhất Chỉ lại xuất hiện. Theo thời gian tính ra, Tăng Nhất Chỉ đang học năm 2 đại học. Kiếp trước hắn đi du học, không học trong nước. Nhanh vậy đã quay về rồi sao? Điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi, tinh thần chưa kịp trả lời, Tăng Nhất Chỉ đã nói, tôi đang ở thành phố S, tìm chỗ nào gặp nhau đi. Tinh thần nghĩ ngợi, được, chỗ nào. Bờ biển, tôi mới mua hai chiếc du thuyền, không bằng ra biển chơi. Trong xe im ắng, Ngụy Đông Thành nghe thấy chữ biển, liền lắc đầu với tinh thần. Quá nguy hiểm. Vậy đến bờ biển đi, tôi không lên du thuyền. Tăng Nhất chỉ cười nhẹ, cậu còn sợ tôi ăn cậu sao? Cố vấn an ninh của tôi không cho phép tôi lên du thuyền. Tăng Nhất chỉ nói, được, cứ bờ biển, tôi chờ cậu. Điện thoại tắt, tin nhắn gửi tới một địa chỉ cụ thể. Tăng nhất chỉ có xuất thân thế nào nhỉ, tinh thần nghĩ ngợi. Kiếp trước, họ cùng học một trường trung học, ngoài một chút đồng cảm cùng cảnh ngộ học sinh kém, tinh thần rất ít khi tiếp xúc với hắn. Có một lần đi qua sân thể dục, tinh thần từng nghe thấy hắn phản bác lại những nam sinh khác khi họ gọi cô là con nhỏ xấu xí. Tinh thần vẫn nhớ rõ tình cảnh đó. Nhìn kìa, con nhỏ xấu xí lớp một kia, lớn lên thế này, học hành lại kém cỏi, sao lại vào được lớp một chứ? Lúc đó, Tăng Nhất Trì nghe thấy, liền gõ đầu nam sinh đó. Mắt mày mù à, cậu ấy chỉ là khâu trang điểm thôi, trang điểm vào thì còn đánh bại được cả nữ thần tống tinh nguyệt của mày mười con phố. Xung quanh đám nam sinh ai nấy đều huyết sáo, chỉ có hắn ta kiên quyết cho rằng tinh thần đẹp hơn tống tinh nguyệt. Tinh thần đã nghe thấy lời này, lúc đó cô vô cùng tự ti, đối với việc Tăng Nhất Trì lên tiếng giúp mình, cô rất cảm kích. Có lẽ vì lý do này, mỗi khi Tăng Nhất Trì chơi bóng rổ, cô sẽ lén nhìn từ chỗ không ai chú ý. Khi Tăng Nhất Trì tham gia hội thao, cô sẽ âm thầm cổ vũ hắn trong lòng. Đây có thể gọi là gì nhỉ? Đó là thuộc về giai đoạn chớm nở của tuổi trẻ. Thêm vào đó, Tăng Nhất Trì ở trường trung học Hồng Dương thực sự là một sự tồn tại đặc biệt. Hắn chưa bao giờ mặc đồng phục, luôn mặc quần dinh rách, áo lưới thoải mái, giày đầy đinh tán, rất phóng khoáng và cá biệt. Vẻ ngoài của hắn cũng không tệ, cũng có một đám người thầm mến. Khi đó, dù tinh thần còn non nớt, trong sáng, cô cũng không dám để ai biết, vì cô nghĩ mình không xứng với anh ta. Thời gian trôi qua, Tăng Nhất Trì lại liên lạc với cô. Cô gửi tin nhắn cho An Ninh, bạn học cấp 3 của mình là Tăng Nhất Trì, cậu có thể kiểm tra thông tin về người này không? Tinh thần gửi cho An Ninh thông tin về độ tuổi và trường cấp 2, cấp 3 mà Tăng Nhất Trì theo học, nhờ cô ấy tra cứu. Khoảng 10 phút sau, An ninh gửi tin nhắn lại. Nhìn thấy những tin tức này, tinh thần rất ngạc nhiên. Tăng nhất chỉ lại chính là cháu trai của vị lãnh đạo mới nhậm chức. Tức là năm công ty đăng ký tại Đế Đô, bao gồm cả công ty Internet và công ty quản lý người nổi tiếng, đều là của Tăng Nhất Chỉ. Khi đó tinh thần không để ý đến tên người, chỉ để ý đến thân phận cháu trai của lãnh đạo. Sao lại không giống với kiếp trước nhỉ? Tăng Nhất Chỉ thực sự đi du học về, Trước khi cô kết hôn với Mục Lý Thần, đã gặp mặt rồi. Tăng nhất chỉ có biết rằng chú của anh ta đang nhắm vào tập đoàn Tống thị không? Cùng một gia đình, hẳn là sẽ biết chứ. Hơn nữa, vị lãnh đạo này chỉ có một cô con gái, đang ở nước ngoài, nhiều việc không tiện xuất hiện, phải dựa vào người cháu này để hành động. Kết quả này khiến Tinh Thần vô cùng bất ngờ. Nửa giờ sau, cô đến bờ biển, mặt trời đã lặn, ánh hoàng hôn buông xuống đường chân trời, phong cảnh rất đẹp có một đám đông thanh niên đang nướng thịt trên bãi biển, xa xa có người bơi lội và lướt sóng. Vì mặt trời đã lặn, số khách du lịch trên bãi biển đã giảm đi nhiều. Khi xe của tinh thần dừng lại, Ngụy Đông Thành giúp cô mở cửa, cô nhìn thấy một đám thanh niên nam nữ, trong đó tăng nhất chỉ đang tiến lại phía cô. Các thanh niên nam nữ phần lớn mặc đồ bơi, chỉ có tăng nhất chỉ mặc đồ thường, từ từ đi tới. Tinh thần mặc một bộ váy công sở từ buổi họp báo, giày cao gót, trang điểm tinh tế, hoàn toàn không hòa hợp với không khí ở đây. Tăng nhất chỉ bước đến trước mặt cô, quan sát tinh thần từ đầu đến chân, quả nhiên, nhìn ngoài đời còn xinh đẹp hơn trên mạng nhiều. Hai năm không gặp, ngoại hình của Tăng nhất chỉ càng thêm khôi ngô, khí chất càng tốt hơn so với hồi học cấp 3. Tinh thần gật đầu chào anh ta, nhìn thấy không ít người đang nướng thịt, bên cạnh có rượu vang đỏ, còn có đầu bếp đang nướng bò bít tết. Trong đám người nướng thịt, có nhiều gương mặt quen thuộc, đều là người ở lớp 1 và lớp 12 của trường trung học Hồng Dương. Họ nhìn thấy Tống Tinh Thần, cùng với vệ sĩ mặc đồ đen mặt nghiêm túc đứng sau cô, đều muốn đến chào hỏi nhưng lại không dám. Ai có thể ngờ rằng, cô gái nhỏ từng bị cả trường coi thường, bị bạn cùng lớp bắt nạt, giờ đây lại trở thành tỷ phú, làm chủ của mấy công ty lớn. Khoảng cách của Tống Tinh Thần với họ lớn như giữa trời và đất, giữa mây và bùn vậy. Dù có ai muốn lại gần chào hỏi Tinh Thần nhìn thấy dáng vẻ xuất hiện rầm rộ như vậy, cũng ngại mà lùi bước. 30 năm sông phía đông, 30 năm sông phía tây, làm người đúng là đừng nên coi thường ai. Chẳng cần tới 30 năm, chỉ hơn 2 năm thôi, tống tinh thần đã khiến tất cả bạn học cùng thời bị bỏ xa. Thấy tinh thần đang nhìn về phía đám bạn học, Tăng Nhất chỉ mỉm cười nói, hôm nay nhiều bạn học đến đây, tôi chưa kịp nói với cậu. Họ muốn đến xin lỗi cậu vì lúc học cấp 3 đã nói năng không đúng mực, hy vọng cậu có thể tha thứ cho họ ánh mắt của tinh thần lạnh lùng nhìn xuống vài cô gái đang cúi đầu không dám ngẩng lên những người này là nhóm bạn thân của tống tinh nguyệt không ít lần bắt nạt cô bây giờ nhìn thấy cô giống như những con chim cút gặp gà trống rụt đầu vào dưới cổ hừng tôi không rộng lượng đến mức nói tha thứ là có thể tha thứ cậu có biết tống tinh nguyệt bây giờ đang làm gì không nụ cười của tăng nhất chỉ cứng lại lắc đầu cô ta hình như đang bán mình trong một câu lạc bộ cao cấp ở đế đô tất nhiên là cô a à tự chọn ở đế đô tôi không nói ai dám giúp đỡ cô ta nếu không phải vì muốn chống đối tôi có lẽ cô ta vẫn đang mơ giấc mơ làm đại minh tinh tôi rất thù dai đấy câu này vừa nói với tăng nhất trì vừa cảnh cáo những người muốn xin lỗi tinh thần rằng cô không rộng lượng như vậy bên kia có một cô gái nghe thấy lời của tinh thần cái đùi gà nướng trong tay rơi cái bịch xuống bếp than cô ta căng thẳng đến nỗi không dám nhặt lên tinh thần mỉm cười lạnh lùng, ánh mắt rời khỏi, nhìn thẳng vào mặt Tăng Nhất Trì. Dạo này, tập đoàn tống thị của tôi thật sự rất khó khăn. Tăng Nhất Trì lúng túng quay đầu đi, không biết nên đáp lại lời của tinh thần thế nào. Tôi gọi cậu đến, chính là vì chuyện này. Bề ngoài là chú tôi đang nhầm vào tống thị, nhưng thực ra ông ấy cũng không còn cách nào khác. Không còn cách nào khác, ông ấy đã nhậm chức, trong tay có quyền lực, còn không có cách nào. Tinh thần cười khinh bỉ, Chẳng lẽ có người cầm tiền dí vào đầu chú cậu, bảo ông ấy phải phá hủy tập đoàn Tống Thị, nên ông ấy mới liên tục kiểm tra Tống Thị sao? Tinh thần, chú tôi thực sự không có ý đó. Không có ý gì. Hai ngày nay trên mạng hết làn sóng tin xấu này đến làn sóng tin xấu khác là do cậu làm hay là chú cậu làm? Ông nội tôi tuy tính tình cứng nhắc, nhưng ông ấy đã điều hành Tống Thị hơn 20 năm, chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Tăng nhất chỉ, cậu cũng đã nói rồi ông nội cậu hơn 20 năm không xảy ra chuyện như vậy, tại sao bây giờ lại xảy ra? Cậu hãy nghĩ xem. Tinh thần nghe ra ý tứ trong lời nói là có người cố ý nhằm vào tôi, tập đoàn Tống Thị chỉ là món khai vị, sau đó còn có món chính. Tăng nhất chỉ không trả lời, chỉ nhìn cô. Tinh thần mỉm cười nhẹ nhàng. Ngụy Đông Thành từ bàn dài lấy một chiếc ghế đến, để cô ngồi. Tinh thần ngồi xuống, cởi đôi giày cao gót đã mang nửa ngày, ngay lập tức có vệ sĩ mang cho cô một đôi dép lê đi biển. Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn ra biển. Vị lãnh đạo mới này là bị người ta bày mưu tính kế nên mới làm như vậy. Có nhà họ Mục đứng phía sau, họ lấy đủ loại lý do và cớ để kiểm tra Tống thị không thông, nên mới gọi tăng nhất trì đến hòa giải. Nhưng không thể không nói, việc để tăng nhất trì ra mặt thực sự là cách tốt nhất. Lúc còn học cấp 3, tinh thần thực sự đã từng cảm kích hắn ta nhưng sau khi sống lại hai kiếp đã trải qua quá nhiều tình cảm mờ nhạt thời niên thiếu đã bị bào mòn bởi năm tháng tăng nhất chỉ cũng lấy một chiếc ghế ngồi cạnh cô tinh thần hỏi là ai là ai đang nhằm vào cô rốt cuộc muốn làm gì tại sao lại phải làm như vậy